Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 43. Diệp Quân tựa vào ghế, hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng vàng rực nơi chân trời, một lúc lâu sau đó, hắn đột nhiên cười khẽ. Không thể vội. Tu luyện cũng giống như học tập, không thể hoàn thành trong nháy mắt. Bây giờ mình muốn từ bỏ tất cả chấp niệm là chuyện không thể nào. Đương nhiên hắn cũng không nên trốn tránh chấp niệm của mình. Cũng như niềm tin kiếm đạo vô địch, hắn có thể lập ra một mục tiêu như thế, nhưng lại không thể phát triển thành một chấp niệm. Hoàn thành hết khả năng. Nếu cuối cùng có thể vượt qua tứ kiếm đương nhiên là rất tốt, còn không thể thì cứ tiếp tục cố gắng thôi. Chứ không phải mang tâm lý nếu không vượt qua thì phải làm sao. Chấp niệm bắt đầu từ trái tim. Nếu tâm lý không vững thì chấp niệm sẽ trở thành ác niệm, hại người hại mình. Nghĩ thế, Diệp Quân nở nụ cười. Tối nay thu hoạch được nhiều lắm. Lúc này cơn buồn ngủ cũng ập đến, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt, không lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Quân không phát hiện quanh người hắn phát ra kiếm ý nhàn nhạt, những kiếm ý này khác trước kia, sau khi bọn chúng tản ra cũng không để lộ phong mang như trước, mà hòa làm một với đất trời như không khí, nhanh nhẹn và lạnh lẽo. Mà lần này, sức mạnh phong ấn bí ẩn kia cũng không xuất hiện trấn áp lần nữa. Sau lưng Diệp Quân không xa có hai cô gái. Một cô gái trong đó là Từ Nhu. Từ Nhu nhìn Diệp Quân bằng nét mặt phức tạp. Bên cạnh Từ Nhu chính là Từ Chân. Từ Chân vẫn đang mặc áo choàng tắm, xinh đẹp không thể tả. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, khi nãy đại tỷ nói đến chấp niệm với hắn, có lẽ hắn đã thông suốt được một vài chuyện rồi. Từ Chân gật đầu cười nói, thiên phú còn tốt hơn cả tiểu thụ nữa. Thật ra cô ta hơi bất ngờ, vì cô ta không nghĩ Diệp Quân lại có thể đột phá, thiên phú này còn hơn cả Bát Huyền trước đây. Từ Nhu cười nói, đại tỷ, tỷ cảm thấy con người hắn thế nào? Từ Chân nhìn Diệp Quân, không tệ. Từ Nhu nắm tay Từ Chân, cười nói, chỉ thế thôi à? Hắn là người tiểu thụ và tiểu kính chọn đấy. Từ Chân khẽ cười, tốt bụng. Từ Nhu liếc Từ Chân, chỉ thế thôi sao? Từ Chân dịu dàng véo mặt Từ Nhu, cười nói, vậy muội tự nói xem. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, bình tĩnh cất lời, coi như hắn biết điều không động chạm đại tỷ. Từ Chân cười đáp, hắn sẽ không làm thế. Từ Nhu thắc mắc, vì sao? Lúc trước khi Bát Huyền đòi làm với hắn, hắn không hề từ chối chút nào. Từ Chân nhìn Diệp Quân đang ngủ phía xa, hắn không từ chối là vì hắn cũng thích Bát Huyền, và Bát Huyền cũng thích hắn, nếu Bát Huyền không thích hắn, chắc chắn hắn sẽ không xảy ra quan hệ với muội ấy. Từ Nhu im lặng. Từ Chân lại nói, hắn rất giỏi kiềm chế, tuy trong lòng có suy nghĩ bậy, nhưng lại có thể áp chế nó, điều này rất hiếm có. Từ Nhu khẽ mỉm cười, hiếm khi thấy đại tỷ khen ai đó như thế. Từ Chân nhìn Diệp Quân, cười khẽ nói, ở độ tuổi của hắn, chúng ta không làm tốt được như hắn. Tiểu Nhu, có lúc muội thích lấy thực lực của mình nhìn xuống người nhỏ tuổi hơn, hành động này không tốt đâu, biết không? Từ Nhu gật đầu không nói gì. Từ Chân lại hỏi, sao lại không gặp hắn? Từ Nhu quay đầu đi hướng khác, gặp hắn làm gì? Khi nãy tỷ không nghe những lời hắn nói lúc say sao? Hắn có thành kiến rất lớn với ta, còn mách tỷ nữa mà. Từ Chân kéo tay Từ Nhu, nhẹ giọng nói, tính cách của muội vẫn giống hệt trước đây. Thật ra người kiên cường nhất trong bốn chị em không phải Từ Kính, mà là Từ Nhu trước mắt, một khi nàng ta đã quyết định hay muốn làm chuyện gì đó thì không ai có thể ngăn cản được. Rất bướng bỉnh. Từ Nhu cúi đầu không nói gì. Từ Chân nhìn về phía Diệp Quân, nhân phẩm của tiểu tử này cũng tạm được, hắn ta cũng không phải thật sự giận muội. Có điều từ trước đến giờ hắn luôn xem muội như người của mình, tin tưởng muội vô điều kiện, nhưng muội lại gài bẫy hắn vào thời điểm mấu chốt, chắc chắn hắn rất tức giận. Muội nghĩ xem nếu Từ Thụ và Từ Kính bán đứng muội thì muội có vui không? Từ Nhu nhìn Diệp Quân phía xa, không nói gì. Từ Chân lại hỏi, khi nào mới gặp hắn? Từ Nhu lắc đầu, ta gặp hắn làm gì, hắn cũng không muốn gặp ta, hắn đến đây là để tìm tiểu thụ. Từ Chân lắc đầu bất đắc dĩ. Từ Nhu lại nói, đại tỷ, hôm khác ta sẽ quay lại thăm tỷ, đến lúc đó sẽ dẫn tiểu thụ đi cùng. Dứt lời, nàng ta xoay người biến mất ở cách đó không xa. Từ Chân im lặng một lúc thì khẽ thở dài, cô ta chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân đang ngủ say.
khẽ mỉm cười, ngay của Tiểu Kính cũng thích cậu, đúng là khiến người khác phải bất ngờ. Sau đó, cô ta cúi người nhẹ nhàng bế Diệp Quân lên rồi biến mất. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Quân cảm nhận được thứ mềm mại trong lòng mình, hắn giơ tay sờ thử, rất mềm. Diệp Quân chợt mở mắt, lúc này hắn đang nằm trên giường, mà hắn cũng không lạ gì với cái giường này. Giường của Từ Chân. Diệp Quân đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, trong lòng hắn chính là Từ Chân. Mà tay của hắn cũng đang ôm cô ta. Diệp Quân ngơ ngác. Không phải hắn đã đi rồi ư? Sao lại quay về rồi? Chẳng lẽ là huyết mạch phong ma giở trò, đưa hắn về dưới tình huống hắn đã say? Huyết mạch phong ma. Bây giờ nó vô cùng nhớ thời gian tháp gia có ở đây, có tháp gia thì tháp gia luôn là người gánh tội, bây giờ không có tháp gia. Trên giường, lúc này Diệp Quân thật sự rất nghi ngờ, hắn suy nghĩ cẩn thận, trước khi ngủ, hắn vẫn đang ở trên ghế. Nhưng lúc dậy lại ở trên giường, chỉ có một cách giải thích là hắn được ai đó đưa về. Từ Chân, Diệp Quân nhìn về phía Từ Chân trong lòng, Từ Chân vẫn đang mặc áo ngủ không dày. Vì thế thân thể của hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể mềm mại của Từ Chân, điểm chết người ở đây là nhìn từ vị trí của hắn có thể thấy cả thứ bên trong áo ngủ qua cổ áo. Cô ta thật sự chỉ mặc mỗi áo ngủ. Diệp Quân cười khổ. Bà chị này đúng là không đề phòng hắn chút nào. Chẳng lẽ hắn tốt đến thế à? Diệp Quân cười khổ, ôm một cô gái trong lòng vốn là một chuyện rất thoải mái, nhưng cũng là một sự tra tấn với hắn. Dù ôm, nhưng lại không thể làm gì cả. Không thể làm gì, ôm như thế rất dễ khiến người khác có suy nghĩ linh tinh. Diệp Quân hít sâu một hơi, kìm nén suy nghĩ linh tinh trong lòng, hắn cúi đầu nhìn Từ Chân trong lòng. Không thể không nói, Từ Chân thật sự là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dung nhan tuyệt sắc như thế đủ để vô số đàn ông động lòng. Lúc này, cô ta khép hờ mắt, nhịp thở đều đặn, con người trong lòng hắn như một con mèo mềm mại. Chim nhỏ rúc vào lòng. Đây chính là cảm giác của Diệp Quân lúc này. Nhìn dung nhan xinh đẹp gần trong gang tấc, Diệp Quân đột nhiên cúi người hôn nhẹ một cái lên trán cô ta. Mà lúc hắn định lùi về thì Từ Chân trong lòng hắn đột nhiên mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí lúc này cũng trở nên cứng đờ. Từ Chân nhìn Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, tỷ có tức giận không? Từ Chân vẫn nhìn hắn chằm chằm mà không nói gì. Diệp Quân liên tục suy nghĩ, vốn muốn tìm một cái cớ, nhưng nghĩ lại thì kiếm cớ trước mặt người này sẽ chỉ khiến cô ta coi thường mà thôi. Vì thế hắn thẳng thừng ôm chặt lấy Từ Chân, đánh trống lảng, Chân tỷ, ta nhớ hình như hôm qua ta đã đi rồi mà. Từ Chân hỏi, sao ngươi lại hôn ta? Nét mặt Diệp Quân cứng đờ, đánh trống lảng không được rồi. Từ Chân nhìn Diệp Quân, đợi câu trả lời của hắn. Cô ta rất nghiêm túc. Diệp Quân hơi do dự, sau đó đáp không nhịn được. Từ Chân vẫn nhìn hắn như thế mà không nói gì. Diệp Quân vội nói, chỉ hôn một cái thôi mà, thật sự không có suy nghĩ gì khác cả, ta có thể thề với trời. Trời! Từ Chân nhìn Diệp Quân một lúc lâu, sau đó vùi đầu vào lòng hắn, ngủ thêm một lát. Diệp Quân thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu, được. Hai người ôm nhau ngủ tiếp. Mà lúc này, hắn cũng không dám làm loạn nữa. Chân tỷ này trông rất dịu dàng, nhưng cô ta trở nên nghiêm túc vẫn hơi đáng sợ. Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu vào phòng, nhiệt độ phòng chậm rãi tăng lên, trở nên ấm áp. Trên giường, Diệp Quân mở mắt ra, ngủ một giấc thoải mái, cảm giác uể oải chóng mặt trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Như cảm nhận được điều gì, Diệp Quân nhìn Từ Chân trong lòng mình. Từ Chân không chỉ ôm hắn bằng hai tay mà cả chân cũng gác lên người hắn. Có thể nói lúc này trông hai người rất mờ ám. Diệp Quân không có suy nghĩ gì khác, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng cô gái trước mắt thích hắn, cô gái này luôn hành động không theo lẽ thường. Lúc này, Chân Thần chậm rãi mở mắt, khi thấy cả người mình kề sát vào người Diệp Quân, cô ta thoáng sửng sốt, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cô ta ngồi dậy chỉnh lại mái tóc hơi rối. Sau đó cô ta đứng dậy đi về phía phòng tắm. Không hề có vẻ mất tự nhiên. Diệp Quân cũng ngồi dậy, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, ấm áp, khiến người ta rất thoải mái. Nhớ tới vấn đề Từ Chân hỏi hôm qua,
hắn cảm thấy hơi xấu hổ, không ngờ Từ Chân thật sự hỏi vấn đề kia, nếu không phải đã uống say thì e rằng hắn sẽ không dám trả lời vấn đề nào cả. Chẳng trách cô gái này muốn chuốc say hắn. Đúng là ghê gớm. Lúc này, Từ Chân đi ra từ trong phòng tắm, cô ta đã thay áo choàng tắm thành một bộ đồ ngủ tơ lụa, váy dài đến đầu gối, rất mỏng, trong suốt như ẩn như hiện. Diệp Quân nhìn đến mức hơi xấu hổ. Chân tỷ này thật sự không coi hắn như người ngoài mà. Từ Chân đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, cậu muốn tắm không? Diệp Quân gật đầu, muốn. Trên người hắn đầy mùi rượu, đương nhiên là phải tắm cho sạch rồi. Từ Chân cười nói, vậy cậu đi tắm đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm, vừa đi vào, hắn đã nhìn thấy một vài quần áo. Diệp Quân thu hồi tầm mắt, cởi quần áo, sau đó bắt đầu tắm. Nước lạnh như băng xối xuống từ trên đầu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước lạnh như băng cọ rửa người mình, rất thoải mái. Lúc này, hắn nghĩ tới cuộc trò chuyện với Từ Chân tối qua. Chấp niệm. Không thể không nói, những lời của Từ Chân khá có tác dụng với hắn, nói là giác ngộ cũng không quá đáng. Chấp niệm không đáng sợ. Đáng sợ là mình không thể đối diện với chấp niệm của mình. Tâm lý rất quan trọng. Nếu tâm lý vững thì dù có chấp niệm cũng chẳng sao, vì ngươi có thể đối mặt với chấp niệm của mình với một thái độ tích cực lạc quan. Tâm lý không vững, chấp niệm sẽ trở thành tâm ma. Như thế cũng giống một con dao, có người xem nó là hung khí giết người, còn có người xem nó là một bảo vật sắc bén bảo vệ quốc gia. Tâm lý khác nhau cũng sẽ nhìn vạn vật tự nhiên theo cách khác nhau. Diệp Quân hơi nhếch môi, hắn thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng tắm sạch người. Một lát sau, Diệp Quân rời khỏi phòng tắm, mà lúc này, Từ Chân đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn ăn có một túi sữa và một cái bát mì nhỏ. Từ Chân nhìn Diệp Quân, ăn đi. Diệp Quân gật đầu, hắn đi tới ngồi xuống đối diện Từ Chân, sau khi ăn hai đũa, Diệp Quân đột nhiên hỏi, Chân tỷ. Nếu một người có thể buông bỏ tất cả chấp niệm thì sẽ thế nào? Từ Chân cầm sữa lên uống một ngụm, sau đó nói, buông bỏ tất cả chấp niệm là không còn nhân tính, không có nhân tính sẽ trở thành thần tính, theo lý thuyết thì sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Quân nhíu mày, trở nên mạnh hơn. Từ Chân gật đầu, rất nhiều lúc, nhân tính thật ra là một sự ràng buộc. Diệp Quân im lặng. Từ Chân nhìn về phía Diệp Quân, cười hỏi, sao thế? Diệp Quân hỏi, không có nhân tính, có phải sẽ không quá quan tâm đến rất nhiều người và nhiều việc không? Từ Chân gật đầu, cũng giống người bây giờ thôi, người cảm thấy mình sẽ quan tâm đến sống chết của một con kiến không? Diệp Quân im lặng, đặt tay lên ngực tự hỏi, là sẽ không? Từ Chân nhìn Diệp Quân, rất nhiều lúc tu luyện phải lựa chọn, mà lựa chọn thường rất đau khổ. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Từ Chân cười nói, ngươi không hiểu. Diệp Quân nhìn Từ Chân với vẻ thắc mắc. Từ Chân khẽ mỉm cười, tu luyện phải đích thân trải qua, ví dụ ta nói với ngươi dùng dao cắt vào người sẽ rất đau, ngươi cũng biết là rất đau, nhưng nếu ngươi chưa từng bị dao cắt, ngươi sẽ không có cảm giác thấu hiểu. Diệp Quân nhìn Từ Chân, nghiêm túc lắng nghe. Từ Chân nói tiếp, chi hành hợp nhất sao là một loạt cảnh giới, rất nhiều người đều hiểu kiến thức trên lý thuyết, nhưng có bao nhiêu người từng thực hành chứ? Giữa hiểu và làm được có một khoảng cách mà mắt thường không thể nào thấy được. Chi hành hợp nhất, lý thuyết đi đôi với thực hành. Dứt lời, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, giữ hay buông mà trước đó ta nói với cậu, bây giờ cậu phản ứng rất bình thản là vì cậu chưa từng trải qua, đợi sau khi cậu trải qua cậu sẽ hiểu câu nói này đau khổ đến mức nào. Diệp Quân im lặng, Từ Chân cười nói, con đường tu đạo rất phức tạp, cứ đi chậm thôi. Diệp Quân nhìn về phía Từ Chân, nghiêm túc nói, nghe những lời của Chân tỷ còn hơn cả trăm năm tu luyện vất vả. Đây không phải là nịnh hót, mà là lời nói từ trong đáy lòng. Từ Chân khẽ mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân cũng không nói gì thêm, hắn nhanh chóng ăn hết mì, sau đó nói, Chân tỷ, ta đi đây. Từ Chân gật đầu, được, advertisement. Diệp Quân vốn định đứng dậy rời đi, nhưng nghĩ đến điều gì? Hắn đi tới trước bàn đọc sách một bên, sau đó cầm lấy bản thảo Từ Chân đưa cho hắn tối qua, ta mang về xem từ từ, có chỗ sai ta sẽ đánh dấu. Từ Chân cười đáp, được. Diệp Quân gật đầu, không nói thêm gì, ra ngoài rời đi. Advertisement. Sau khi Diệp Quân đi, Từ
Từ Chân buông sữa trong tay xuống, sau đó đi tới trước bàn đọc sách, một lúc lâu sau đó, cô ta bắt đầu tiếp tục viết. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Từ Chân, Diệp Quân đi thẳng đến học viện Ngân Hà. Vừa đi vào kiếm đạo viện, hắn đã nhìn thấy một người quen. Mộc Uyển Du. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngoài Mộc Uyển Du thì ba người Hiên Viên Lăng cũng ở đây. Thấy Mộc Uyển Du, Diệp Quân hơi sững sờ, hắn không ngờ cô ấy lại ở đây. Lúc thấy Diệp Quân, Mộc Uyển Du thoáng vui mừng, sau đó lại trở nên thấp thỏm, nhỏ giọng nói tôi. Diệp Quân cười nói, tôi còn tưởng cô sẽ đến muộn hơn. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, căng thẳng nói tôi. Thấy Mộc Uyển Du căng thẳng như thế, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, sao vậy, tôi giống người xấu thế à? Mộc Uyển Du vội lắc đầu, không phải. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng cười nói, bây giờ Uyển Du là người của kiếm đạo viện chúng ta rồi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên nhìn Mộc Uyển Du, cô vào kiếm đạo viện rồi à? Mộc Uyển Du nhỏ giọng nói, đúng thế. Dứt lời, cô ấy nhìn Diệp Quân, vẫn hơi lo lắng bất an. Diệp Quân cười nói, vậy bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ là học sinh của tôi rồi. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quân, thấy hắn vẫn như trước đây, không có chút cảm xúc gì khác thì mới thả lỏng hơn. Diệp Quân đi tới ngồi xuống trước mặt mọi người, hắn nhìn về phía Mộc Uyển Du, cô muốn luyện kiếm à? Mộc Uyển Du gật đầu, phải. Diệp Quân cười nói, được. Tôi sẽ đích thân dạy cô. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, sau đó nở một nụ cười động lòng người. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó viết ra một tờ công pháp đưa cho Mộc Uyển Du. Vũ trụ quan huyên pháp. Muốn tu luyện ở nơi thế này phải cần vũ trụ quan huyên pháp mới được, vì công pháp khác hoàn toàn không hấp thu được linh khí. Hiên Viên Lăng thì khác, cô ấy khá giàu có linh thạch, còn Mộc Uyển Du thì không. Mộc Uyển Du nhìn tờ giấy trước mặt, sau đó nói, tu luyện theo trên đây là được à? Diệp Quân gật đầu, nhớ rồi chứ? Mộc Uyển Du xem lại lần nữa, sau đó đáp, đã nhớ cả rồi. Advertisement. Diệp Quân cười nói, vậy thì đốt thôi. Công pháp này lộ ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn tới phiền phức lớn, mang đến bất lợi cho cô ấy. Mộc Uyển Du vội vàng đưa cho Diệp Quân, tay phải Diệp Quân thoáng dùng sức, tờ giấy kia lập tức bốc cháy. Sau đó hóa thành cho bụi. Advertisement. Diệp Quân lại nhìn về phía Mục Vân và Song Song bên cạnh, cười nói tôi cũng cho hai người một phần công pháp. Dứt lời, hắn viết công pháp cho hai người. Việc này khiến hai người vô cùng hưng phấn. Ở ngôi sao màu xanh, công pháp luyện thể tuyệt thế thế này vô cùng quý giá. Ba người đều như nhặt được báu vật, bắt đầu tu luyện. Tu luyện chưa bao lâu. Mộc Uyển Du đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên nhíu chặt mày, sau đó, cô ấy phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Quân kinh hãi, hắn vội vàng đỡ Mộc Uyển Du vừa suýt ngã xuống, cô, làm sao thế? Mộc Uyển Du lắc đầu, rất đau đớn, không biết, khi nãy lúc tu luyện tôi chợt cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Diệp Quân cau mày, không đúng lắm. Đây là vũ trụ quan huyên pháp, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vấn đề ở đâu thế? Diệp Quân trầm giọng hỏi, cô tu luyện theo cách tâm pháp sao? Mộc Uyển Du vội gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nhíu mày lần nữa, chẳng lẽ thể chất của Uyển Du có vấn đề? Nghĩ vậy, hắn cẩn thận quan sát thân thể của Uyển Du, nhưng vì tu vi bị phong bế, hắn cũng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Mộc Uyển Du đột nhiên trở nên hơi căng thẳng, tôi, không thể tu luyện à? Diệp Quân an ủi, đừng đoán mò. Chắc chắn là chỗ nào đó có vấn đề, dù có vấn đề, tôi cũng có thể giải quyết cho cô. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, được. Thấy khuôn mặt tái mét của Mộc Uyển Du, Diệp Quân nhẹ giọng nói, cô nghỉ ngơi trước đã. Mộc Uyển Du khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Quân nhìn về phía Hiên Viên Lăng, có nơi nghỉ ngơi không? Hiên Viên Lăng đáp có, tôi có phòng riêng ở đây. Diệp Quân gật đầu, đi thôi. Hai người nhanh chóng đi tới phòng của Hiên Viên Lăng, Diệp Quân nhẹ nhàng đặt Mộc Uyển Du lên giường, đắp kín chăn cho cô ấy. Nhìn Mộc Uyển Du đã chìm vào giấc ngủ, Diệp Quân im lặng một lát, sau đó đi tới bên cạnh Hiên Viên Lăng, hắn lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô ấy. Hiên Viên Lăng thắc mắc, đây là...
Diệp Quân nói, điều kiện gia đình cô ấy không được tốt lắm, tới nơi này học tập chắc chắn rất thiếu thốn, sau này mỗi tháng cô lấy ra ít tiền trong thẻ này đưa cho cô ấy. Nhưng chắc là cô ấy sẽ không nhận, cô gái này trông có vẻ nhu nhược vậy thôi nhưng thật ra rất kiêu ngạo, cô cứ nói là trợ cấp của kiếm đạo viện của học viện Ngân Hà. Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi tiếp tục, cô Lăng, tôi biết cô có linh thạch, bây giờ cô ấy mới bước vào con đường tu luyện, dù có công pháp tốt nhất nhưng không có linh khí, hiệu quả quá kém, cô cho cô ấy một ít linh thạch, coi như tôi mượn cô, sau này tôi sẽ trả lại cho cô, advertisement. Thiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, anh Diệp, sao anh không tự mình cho cô ấy? Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, tôi cho cô ấy, chưa chắc cô ấy sẽ lấy. Advertisement. Thiên Viên Lăng gật đầu, tôi hiểu rồi. Diệp Quân lại nói, cô ấy vừa đến học viện Ngân Hà, một thân một mình không nơi nương tựa, có lẽ sẽ gặp chút phiền phức, lúc tôi không ở học viện, mong cô Lăng giúp tôi trông nom, đừng để người khác bắt nạt cô ấy. Thiên Viên Lăng gật đầu, được. Diệp Quân khẽ mỉm cười, không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, Mộc Uyển Du trên giường đột nhiên mở mắt, trên khuôn mặt trắng nõn có hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Sau khi rời khỏi biệt uyển của Hiên Viên Lăng, Diệp Quân đi tới phòng học của Ngao Thiên Thiên, lúc này Ngao Thiên Thiên đang giảng bài. Hôm nay cô ấy mặc váy dài màu xanh nhạt, vóc người thướt tha, dung nhan tuyệt đẹp. Diệp Quân đứng trước cửa phòng học lặng lặng nhìn Ngao Thiên Thiên. Cô ấy giảng bài rất nghiêm túc, đến mức Diệp Quân đứng trước cửa phòng họ cũng không phát hiện ra. Nhưng cô ấy nhanh chóng phát hiện ánh mắt của những học sinh, vì thế cô ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Quân. Khi nhìn thấy Diệp Quân, cô ấy lập tức nở nụ cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía học sinh, tan học. Tan học. Mấy học sinh nhất thời cạn lời. Vừa mới vào lớp không lâu mà. Ngao Thiên Thiên không để tâm đến mọi người, cô ấy đi tới trước mặt Diệp Quân, cười hỏi, hôm nay huynh không có tiết à? Diệp Quân gật đầu, kiếm đạo viện ít người, mỗi tuần chỉ có 2 tiết thôi. Ngao Thiên Thiên nói với dáng vẻ hâm mộ, sướng thế. Diệp Quân cười to, sau đó hắn nắm lấy tay Ngao Thiên Thiên, chúng ta đi thôi. Được Diệp Quân nắm tay, Ngao Thiên Thiên nhất thời đỏ mặt, thấy thế, mấy học sinh của cô ấy lập tức trợn mắt nhìn nhau. Nữ thần sa đọa rồi. Vô số tiếng thở dài nhanh chóng vang lên trong phòng học. Hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Diệp Quân nắm tay Ngao Thiên Thiên chậm rãi bước đi trong sân trường, học viện Ngân Hà vô cùng rộng lớn, có gần 100 tòa nhà. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó nói, ta nghe nói trường này thuộc quyền quản lý của Ngân Hà Tông. Ngao Thiên Thiên gật đầu, đúng thế, là do Dương Tông chủ năm đó lệnh người xây dựng, thành lập ngôi trường này. Mục đích khai thác nhân tài trên ngôi sao màu xanh, sau đó đưa đến Ngân Hà Tông đào tạo. Diệp Quân nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, cười nói, dường như muội rất được hoan nghênh ở đây. Dọc đường đi có không ít người nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, ta cảm thấy vũ trụ quan huyên có thể tham khảo luật pháp nơi này. Diệp Quân tò mò, luật pháp gì cơ? Ngao Thiên Thiên đáp, bên này quy định chỉ được cưới một vợ. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Trong khoảng thời gian đến hệ Ngân Hà, đương nhiên hắn cũng hiểu một vài tập tục, bên này thật sự chỉ cho phép cưới một vợ. Vũ trụ quan huyên cũng không quy định có thể cưới bao nhiêu vợ, người muốn cưới bao nhiêu thì cưới bấy nhiêu, đó là chuyện của cá nhân ngươi. Thấy Diệp Quân không nói gì, Ngao Thiên Thiên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, giận à? Diệp Quân lắc đầu. Lúc này, hắn chợt hiểu thần tính mà Từ Chân nói. Nếu hắn có thể buông bỏ mọi thứ, cả đời chỉ thích mỗi kiếm đạo, có lẽ hắn sẽ mạnh hơn hiện tại. Không thể không nói hắn thật sự có quá nhiều tạp niệm về mặt tình cảm. Ngao Thiên Thiên đột nhiên dừng bước, cô ấy im lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó buông tay Ngao Thiên Thiên ra, nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, thật ra những gì muội theo đuổi cũng không sai, tất cả đều là lỗi của ta, dù ta rất muốn muội ở bên cạnh mình. Nhưng nếu làm thế khiến muội cảm thấy không vui. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, nên nếu ta không muốn rời khỏi huynh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ta đúng không? Diệp Quân gật đầu. Cô gái của vũ trụ quan huyên đi tới hệ Ngân Hà, sau khi thấy nơi này đều là một vợ một chồng chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác. Đương nhiên hắn cũng có thể hiểu. Muốn trách chỉ có thể trách huyết mạch phong ma của gia đình hắn quá cặn bã.
huyết mạch phong ma. Ngao Thiên Thiên chợt hỏi, nếu tiểu ca muốn rời khỏi huynh thì sao? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết, chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Ngao Thiên Thiên lạnh lùng nói, nhưng huynh lại nghĩ đến chuyện ta rời đi, đúng không? Diệp Quân nắm lấy tay Ngao Thiên Thiên, hắn vốn còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy bản thân lại không quyết đoán rồi. Nếu lỗi do hắn thì hắn gánh vác tất cả trách nhiệm cũng đâu sai. Nghĩ thế, Diệp Quân đột nhiên ôm lấy Ngao Thiên Thiên, sau đó cúi người hôn xuống. Đột nhiên bị Diệp Quân hôn, cơ thể Ngao Thiên Thiên cứng đờ như bị điện giật, trợn tròn hai mắt. Diệp Quân cũng không được voi đòi tiên, hắn buông Ngao Thiên Thiên ra, lúc này Ngao Thiên Thiên siết chặt tay đánh lên ngực hắn. Diệp Quân không né tránh mà nhắm nghiền hai mắt đứng thẳng. Nhưng đợi một lúc lâu, hắn lại phát hiện không có tiếng động, hắn chậm rãi mở mắt ra, nắm đấm của Ngao Thiên Thiên dừng lại ở chỗ cách lồng ngực hắn một tấc. Lúc này, khuôn mặt Ngao Thiên Thiên đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, xinh đẹp không tả xiết. Diệp Quân nhếch miệng cười, nắm chặt lấy tay cô ấy. Ngao Thiên Thiên liếc hắn, cười ngây ngô gì đấy. Diệp Quân không nói gì, hắn kéo Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi về phía xa. Ngao Thiên Thiên chợt khẽ nói, Tiểu Quân, ta thích nơi này. Diệp Quân gật đầu, ta cũng thích, sau này chúng ta sẽ định cư ở đây, được chứ? Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn hắn, thật sao? Diệp Quân nhẹ nhàng gật đầu. Ngao Thiên Thiên cười nói, ở mãi nơi này nhất định sẽ chán, chúng ta thỉnh thoảng quay lại là được rồi. Diệp Quân đáp, cũng đúng. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quân, khẽ mỉm cười, tay phải của cô ấy nắm chặt lấy tay hắn, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng. Diệp Quân nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, thật ra, khi nãy ta rất sợ. Ngao Thiên Thiên thắc mắc, sợ gì cơ? Diệp Quân đáp, sợ muội thật sự chọn rời đi. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, thật sao? Diệp Quân gật đầu, hắn nắm chặt tay Ngao Thiên Thiên, thật ra muội hiểu rõ nỗi sợ hãi của ta khi nãy hơn cả ta nữa, đúng không? Ngao Thiên Thiên cúi đầu. Cô ấy và Diệp Quân ký khế ước, hai người dung hợp, thật ra cô ấy có thể cảm nhận được một chút cảm xúc của Diệp Quân. Diệp Quân nói đúng. Hắn có thể lừa gạt người khác, nhưng không lừa được cô ấy. Ngao Thiên Thiên khẽ mỉm cười, vì huynh mà ta còn có thể chết, sao lại rời xa huynh được? Trừ khi huynh không muốn ta đi theo huynh, loại sức mạnh huyết mạch thứ hai. Diệp Quân buông tay Ngao Thiên Thiên ra, sau đó thuận thế ôm lấy eo cô ấy, chúng ta đều phải sống tốt. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Hai người tiến về phía trước dọc theo con đường đá, trải qua chuyện khi nãy. Hai người cũng không còn ngăn cách nữa, vì đều không thể mất đi nhau. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, khi nào huynh trở về vũ trụ quan huyên? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi đáp, phải gặp được cha và cô, nghe ý của chủ nhân bút đại đạo thì có lẽ họ cũng sắp rời khỏi hệ ngân hà rồi. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Quân, rời khỏi hệ ngân hà. Diệp Quân gật đầu, dù nơi này rất tốt nhưng chắc họ cũng sẽ không ở lại đây mãi. Ngao Thiên Thiên gật đầu, đúng thế. Dứt lời, cô ấy nhìn Diệp Quân, huynh biết họ ở đâu không? Diệp Quân cười khổ, không biết, nhưng ta biết phong ấn của nơi này là do cha lập ra. Ngao Thiên Thiên nói, có lẽ ông ấy không muốn nơi này bị người tu luyện bên ngoài quấy rầy. Diệp Quân trầm giọng nói, ta nghi ngờ ông ấy cố tình nhằm vào ta. Ngao Thiên Thiên cười đáp, sao có thể chứ? Diệp Quân lắc đầu cười khẽ. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, ta sắp lên lớp rồi, buổi chiều còn có một tiết thực hành nữa. Diệp Quân chần chừ một lát, sau đó ôm lấy eo Ngao Thiên Thiên, Ngao Thiên Thiên vội lùi về sau mấy bước, cô ấy nhìn xung quanh, tai đỏ bừng, ở đây đông người lắm, huynh đừng có làm bậy. Diệp Quân tỏ vẻ bất đắc dĩ, được. Thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt Diệp Quân, Ngao Thiên Thiên hơi do dự, sau đó đi nhanh đến trước mặt hắn. Lợi dụng lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì hôn nhẹ một cái lên môi hắn. Diệp Quân còn chưa kịp cảm nhận kỹ thì Ngao Thiên Thiên đã chạy nhanh đi rồi. Nhìn Ngao Thiên Thiên chạy đi, Diệp Quân nở nụ cười. Hắn chợt cảm thấy mỗi ngày cứ trôi qua như thế cũng tốt lắm. Về đến vũ trụ quan huyên lại phải đánh nhau quá mệt mỏi. Lúc này, một cô gái đột nhiên đi tới sau lưng Diệp Quân, người đó chính là Hiên Viên Lăng. Diệp Quân xoay người, cười chào hỏi, cô Lăng. Hiên Viên Lăng chớp mắt, cô Thiên Thiên khi nãy là.
Diệp Quân đáp, vợ. Vợ. Hiên Viên Lăng chớp mắt, không nói gì. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Hiên Viên Lăng vội lắc đầu, không. Diệp Quân cười nói, bây giờ đi đến nhà Hiên Viên các cô à? Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nói, đi thôi. Hiên Viên Lăng gật đầu, sau đó dẫn Diệp Quân đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài thì thấy một chiếc xe đã đợi trước cửa. Hai người ngồi vào ghế sau, xe này khá đặc biệt, chỗ ngồi phía trước và phía sau bị ngăn cách, không gian phía sau vô cùng rộng rãi, có thể làm giường ngủ luôn. Diệp Quân chợt hỏi, Uyển Du không sao chứ? Hiên Viên Lăng cười đáp, không có gì đáng ngại, anh cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp người ở lại trường bảo vệ cô ấy rồi, cô ấy sẽ không bị người khác bắt nạt đâu. Diệp Quân gật đầu, được. Hiên Viên Lăng đột nhiên nói, anh Diệp, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, cô hỏi đi. Hiên Viên Lăng nghiêm túc nói, rốt cuộc anh có mấy người vợ? Nét mặt Diệp Quân cứng đờ, rõ ràng hắn không ngờ Hiên Viên Lăng sẽ hỏi vấn đề này. Hiên Viên Lăng cười nói nghe xem. Sau khi trở nên thân thiết với Diệp Quân, bây giờ cô ấy cũng đỡ dè dặt hơn. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi đáp, chừng mấy người. Chừng mấy người. Hiên Viên Lăng lập tức thấy hứng thú, đều ở hệ Ngân Hà sao? Diệp Quân lắc đầu. Hiên Viên Lăng khẽ mỉm cười, không hỏi thêm nữa. Diệp Quân chần chừ một lát rồi nói, có phải tôi đào hoa quá không? Hiên Viên Lăng cười đáp, anh biết bố của tôi có bao nhiêu người phụ nữ không? Diệp Quân nhìn về phía Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói, theo tôi được biết thì có khoảng hơn 100 người. Vãi! Diệp Quân không nhịn được chửi tục, nhận ra mình lỡ lời nên hắn vội nói, xin lỗi, có điều nơi này không phải một chồng một vợ sao? Hiên Viên Lăng lắc đầu cười khẽ, anh đáng yêu quá. Diệp Quân thấy khó hiểu. Hiên Viên Lăng cười nói, ngoài mặt là như thế, nhưng bên trong thì... Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, cười nói, anh có thể đối xử với tất cả mọi người như nhau không? Diệp Quân gật đầu, có thể. Hiên Viên Lăng chớp mắt, nếu, tôi nói là nếu anh chỉ có thể chọn một người, anh sẽ chọn ai? Diệp Quân hỏi ngược lại, cô Lăng, cô từng yêu ai chưa? Hiên Viên Lăng lắc đầu, chưa từng. Diệp Quân nghiêm túc nói, cô không biết yêu nên cô đừng hỏi nữa. Nét mặt Hiên Viên Lăng cứng đờ. Thấy Hiên Viên Lăng đen mặt, Diệp Quân bật cười. Rõ ràng sức sát thương trong câu nói của Diệp Quân rất lớn, trên đường đi Hiên Viên Lăng cũng không nói chuyện với hắn nữa. Lúc này, xe của bọn họ đã rời khỏi thành phố, tiến vào một cánh rừng. Lúc này, Diệp Quân chợt cảm thấy máu huyết trong người mình bắt đầu sôi trào. Sức mạnh huyết mạch. Diệp Quân tỏ vẻ ngạc nhiên. Không phải huyết mạch phong ma, mà là một sức mạnh huyết mạch khác. Chuyện gì thế này? Phải nói rằng lúc này Diệp Quân hơi bối rối. Hắn không ngờ một loại huyết mạch khác trong cơ thể mình lại kích hoạt vào lúc này. Hắn biết trong cơ thể mình có ba loại huyết mạch, một là huyết mạch phong ma, hai là huyết mạch của mẫu thân tần quan của hắn. Còn một loại nữa hắn cũng không biết là gì, mà nó cũng chưa từng xuất hiện. Sức mạnh huyết mạch xuất hiện bây giờ là huyết mạch của mẫu thân tần quan của hắn. Mẫu thân của hắn có huyết mạch gì? Diệp Quân nhíu mày, như nghĩ tới điều gì, hắn bỗng quay đầu nhìn Hiên Viên Lăng bên cạnh, cô Lăng, cô có huyết mạch đặc biệt à? Nghe vậy, trong mắt Hiên Viên Lăng hiện lên vẻ khác thường, làm sao, anh biết? Diệp Quân vội hỏi, cô có huyết mạch gì? Hiên Viên Lăng hơi do dự. Diệp Quân hỏi, không tiện nói à? Hiên Viên Lăng lắc đầu, cũng không phải, chỉ là hơi sốc thôi. Anh Diệp, vì sao anh lại hỏi như vậy? Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, cô có thể nói cho tôi biết trước không? Hiên Viên Lăng trầm giọng đáp, huyết mạch viêm hoàng. Diệp Quân nhíu mày, huyết mạch viêm hoàng. Hiên Viên Lăng ở trong thang máy, nhìn hắn, anh Diệp, vì sao anh lại hỏi như vậy? Diệp Quân nghiêm túc hỏi, có thể cho tôi cảm nhận huyết mạch của cô một lúc được không? Mặt Hiên Viên Lăng thoáng chốc đỏ lên, sau đó lắc đầu như chống bỏi, không không. Diệp Quân sửng sốt. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, khẽ nói, anh Diệp, anh đừng nói lời cợt nhả như vậy. Diệp Quân chớp mắt, cô Lăng, có phải cô hiểu lầm gì rồi không? Hiên Viên Lăng cúi đầu, mặt đỏ bừng, không nói gì.
Diệp Quân ngớ người. Hắn đã nói gì rồi? Cảm nhận sức mạnh huyết mạch mà cợt nhả. Phong tục của hệ ngân hà hả? Đúng lúc này, xe dừng lại. Hiên Viên Lăng nhanh chóng mở cửa rồi chạy xuống xe. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi làm gì cô đấy. Hiên Viên Lăng chạy ở phía trước giường như nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu lại, cô ấy đi đến trước mặt Diệp Quân, mặt vẫn còn hơi đỏ, anh Diệp, anh đi theo tôi đi. Diệp Quân gật đầu, ừm. Dưới sự chỉ đường của Hiên Viên Lăng, hai người đi về phía xa. Diệp Quân nhìn về phía cách đó không xa, cách đó nghìn mét có một sơn trang sang trọng, sơn trang xây trên đỉnh núi, vô cùng tráng lệ hùng vĩ. Xung quanh có một số luồng khí không rõ. Suốt chặng đường Hiên Viên Lăng đều không nói gì, bước đi thật nhanh. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, cô Lăng, có thể cô hiểu lầm gì đó rồi. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, tôi biết anh Diệp không có ý khác. Diệp Quân chần chừ rồi hỏi, vậy cô có thể nói rõ cho tôi biết không? Hiên Viên Lăng lắc đầu, không thể. Diệp Quân không nói nên lời. Chẳng mấy chốc, Hiên Viên Lăng đã đưa Diệp Quân đến cổng sơn trang, cánh cổng vô cùng cổ kính, phía trên vẽ một số yêu thú kỳ lạ, vô cùng dữ tợn. Lúc này cửa mở ra. Hiên Viên Lăng dẫn Diệp Quân đi vào trong sơn trang. Diệp Quân tò mò nhìn xung quanh, có chừng hơn 10 ngôi sảnh cổ, xa xa còn có một tòa tháp màu đen cao 9 tầng. Toàn bộ sơn trang đều toát lên vẻ cổ kính. Nơi đây và thế giới đô thị bên ngoài như hai thế giới. Diệp Quân cũng rất tò mò về nơi này, bởi vì đến đây sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn càng dao động rõ ràng hơn. Chắc chắn có thứ gì đó hay người nào đó liên quan đến huyết mạch của hắn. Khi Hiên Viên Lăng đưa Diệp Quân đi vào một sân nhỏ, một người đàn ông ngăn hai người lại. Người đàn ông này trông khá giống Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng gọi, anh hai. Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó quan sát Diệp Quân, không lên tiếng. Hiên Viên Lăng quay đầu nhìn Diệp Quân, đi thôi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Hai người đi về phía nội sảnh cách đó không xa, sau khi đi vào trong sảnh thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trong đó. Ông ta mặc cổ phục Trung Hoa, hai mắt sắc bén, trên người toát lên khí thế không giận mà uy. Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ chừng 40 tuổi nhưng có lẽ vì chăm được chăm sóc tốt nên vẫn duyên dáng cao kỳ. Sau khi Diệp Quân và Hiên Viên Lăng đi vào, ánh mắt hai người luôn hướng về Diệp Quân. Ánh mắt của người đàn ông trung niên hơi mang tính xâm lược, như muốn nhìn thấu Diệp Quân. Mà ánh mắt của người phụ nữ thì hơi tò mò. Hiên Viên Lăng chợt hơi căng thẳng. Vì bầu không khí này có gì đó không ổn lắm. Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, chắp tay với hai người họ rồi chào, cháu chào bác trai, bác gái. Hắn coi Hiên Viên Lăng là bạn thì đương nhiên cũng sẽ tôn trọng bố mẹ của cô ấy. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, ngồi đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Người phụ nữ quan sát Diệp Quân, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Thanh niên này tới đây mà không hề khẩn trương chút nào, hơn nữa còn nho nhã lịch sự, ung dung không vội vàng. Khí chất bất phàm. Đây là đánh giá của người phụ nữ về Diệp Quân. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, cậu Diệp, từ lời nói việc làm của cậu, chắc cậu cũng không phải người bình thường, chắc là con cháu của thế gia đúng không? Diệp Quân gật đầu, cũng được coi là vậy. Người đàn ông trung niên lại hỏi, không biết là thế gia nào vậy? Diệp Quân đáp, nhà họ Diệp ạ. Đang tải, kiếm tu áo xanh. Nhà họ Diệp. Người đàn ông trung niên cau mày. Trong tứ đại gia tộc không có nhà họ Diệp, không chỉ tứ đại gia tộc không có mà những thế gia nhỏ hơn cũng không có nhà nào họ Diệp. Ông ta không hề vì chuyện này mà cảm thấy khinh thường, ngược lại trong lòng càng thấy nặng nề hơn. Khí phách của người đàn ông trước mặt chắc chắn không phải thế gia bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Lai lịch phi thường. Đây là đánh giá của người đàn ông trung niên đối với Diệp Quân lúc này. Diệp Quân đột nhiên nói, cô Lăng nói bác trai muốn gặp cháu ạ. Người đàn ông trung niên gật đầu, nghe nói Lăng Nhi quen được một người bạn rất tốt, vậy nên tôi muốn gặp thử, mạo muội mời cậu Diệp đến đây, mong cậu lượng thứ. Nghe người đàn ông trung niên nói thế, Hiên Viên Lăng hơi sửng sốt, vì cô ấy rất ít khi thấy bố mình khách sáo với người khác như thế này. Diệp Quân cười, bác trai nói quá lời rồi, cháu tới Yến Kinh lần đầu, lạ nước lạ cái,
May nhờ có cô Lăng và nhà Hiên Viên giúp đỡ nhiều lần, theo lý mà nói cháu nên tới chào hỏi sớm hơn, nhưng vì một số việc vụn vặt nên hôm nay mới có thời gian, nói ra thì là cháu thất lễ. Người phụ nữ thấy Diệp Quân nho nhã lễ phép, trong mắt hiện lên ý cười. Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ tán thưởng, vẻ mặt không còn nghiêm túc như trước. Cậu Diệp, tôi nghe Lăng Nhi nói cậu là kiếm tu à? Diệp Quân gật đầu, vâng. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Hiên Viên Lăng, thấy ông ta nhìn tới, không biết vì sao Hiên Viên Lăng lại thấy hơi căng thẳng. Thấy thế, người đàn ông trung niên thở dài trong lòng, con bé ngốc nghếch này, đến bố mình mà cũng nói dối. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, cười bảo, cậu Diệp, nếu cậu là kiếm tu thì chắc rất giỏi về kiếm nhỉ. Vừa khéo nhà Hiên Viên chúng tôi rất thích sưu tầm kiếm nổi tiếng, để Lăng Nhi đưa cậu đi xem nhé, nếu thích thì cậu có thể lấy một thanh mà phòng thân. Nói xong ông ta nhìn Hiên Viên Lăng, đưa cậu Diệp đến kiếm các xem đi. Hiên Viên Lăng gật đầu ngay, vâng. Nói xong cô ấy kéo Diệp Quân đi ra ngoài. Mà điều khiến Diệp Quân hơi khó hiểu là Hiên Viên Lăng đang nắm tay hắn. Nhìn hai người rời đi, người đàn ông trung niên trong sảnh khẽ thở dài, con bé này đến bố mẹ ruột mà cũng lừa. Người phụ nữ cười bảo, tuy hai đứa không phải người yêu, nhưng nhìn ra được con bé không ghét cậu Diệp này, không đúng, nên nói là còn hơi thích nữa kìa. Nghĩ đến lúc cuối Hiên Viên Lăng như để chứng minh, cô ấy còn chủ động nắm tay Diệp Quân, bà lại thấy hơi buồn cười. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, thanh niên này khí chất bất phàm, không phải người bình thường, nếu hai đứa thật sự thành đôi, để cậu ấy thử kiếm tổ cũng không phải không thể, nhưng nếu hai đứa không thành đôi, cho dù chúng ta đồng ý thì các trưởng lão trong tộc cũng không đồng ý để cho cậu ấy thử kiếm tổ. Người phụ nữ gật đầu, đúng thế. Người đàn ông trung niên nhìn ra ngoài sảnh với vẻ mặt phức tạp, đều do con cháu của chúng ta vô dụng mới khiến kiếm tổ đến giờ vẫn bị phủ bụi. Sau khi ra khỏi đại sảnh, Hiên Viên Lăng vội buông tay Diệp Quân ra, hai tai đỏ bừng. Diệp Quân do dự rồi hỏi, cô Lăng làm sao vậy? Hiên Viên Lăng đáp, không có gì, chúng ta vào kiếm các đi. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn cũng muốn xem thử kiếm nhà Hiên Viên sưu tầm. Hiên Viên Lăng đưa Diệp Quân đến kiếm các, vừa vào kiếm các, Diệp Quân đã thấy vô số thanh kiếm, có thanh treo trên tường, có thanh để trên giá. Cả kiếm các phải có ít nhất chục nghìn thanh kiếm. Mà khoảnh khắc Diệp Quân đặt chân vào kiếm các, toàn bộ kiếm trong kiếm các đều chợt rung nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Hiên Viên Lăng đột nhiên thay đổi. Diệp Quân dùng tay phải ấn nhẹ xuống. Lập tức, tất cả kiếm đều yên tĩnh trở lại. Diệp Quân nhìn xung quanh, những thanh kiếm này ở ngôi sao màu xanh đúng là kiếm tốt, nhưng với hắn chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao ngay từ khi bắt đầu hắn đã có kiếm hành đạo trong tay. Hiên Viên Lăng đột nhiên hỏi, anh Diệp, tôi muốn nói với anh một chuyện. Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, cười đáp, cô nói đi. Hiên Viên Lăng chần chừ, thật ra tôi đã lừa anh Diệp, tôi đưa anh đến đây để nói với bố mẹ tôi rằng anh là. Diệp Quân hỏi, bạn trai của cô. Hiên Viên Lăng trợn tròn mắt, anh. Diệp Quân lắc đầu cười, ánh mắt bố mẹ cô nhìn tôi rất kỳ lạ. Còn cả anh cô nữa. Hiên Viên Lăng cười khổ. Diệp Quân hỏi, mục đích của cô làm gì? Hiên Viên Lăng trầm giọng, anh Diệp, tôi không có ý xấu. Diệp Quân gật đầu, tôi biết, tôi chỉ tò mò thôi. Hiên Viên Lăng trả lời, nhà Hiên Viên tôi có một thanh kiếm tộc tên là Hiên Viên, là bội kiếm của tổ tiên Hiên Viên đế thời kỳ văn minh thượng cổ, thanh kiếm này lưu truyền đến này chỉ có hai đời chủ nhân. Diệp Quân nhíu mày, hai đời chủ nhân. Hiên Viên Lăng gật đầu, đời thứ nhất là tổ tiên, đời thứ hai thì tôi không biết, chỉ biết là khi ấy vì một số nguyên nhân đặc biệt mà thanh kiếm này rời khỏi hệ ngân hà, bị một kiếm tu bí ẩn lấy được. Kiếm tu đó dùng một thời gian, sau đó kiếm tu ấy đưa nó về hệ ngân hà, trả lại cho tộc Hiên Viên của tôi. Diệp Quân hơi nghi hoặc, kiếm tu bí ẩn. Hiên Viên Lăng đáp, đúng thế, tôi không biết thân phận thật sự của đối phương. Nghe khi xưa tổ tiên nói rằng kiếm tu ấy thích mặc trường bào màu xanh, trên người luôn có một tiểu yêu thú màu trắng. Vẻ mặt Diệp Quân lập tức cứng đờ. Trường bào màu xanh, tiểu yêu thú màu trắng. Con mẹ nó, là ông nội hả? Chết tiệt! Diệp Quân sững sờ. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Quân, Hiên Viên Lăng hơi tò mò, anh Diệp, anh sao thế?
Diệp Quân trầm giọng, kiếm tu đó còn có đặc điểm gì nữa không? Hiên Viên Lăng lắc đầu, tôi không biết, bởi vì cũng khá lâu rồi. Diệp Quân im lặng. Theo miêu tả của Hiên Viên Lăng thì chắc là ông nội. Hắn không ngờ ông nội còn có mối quan hệ này với nhà Hiên Viên. Mà bây giờ hắn lại hơi tò mò về thanh kiếm đó. Được ông nội sử dụng, vậy chắc chắn không phải một thanh kiếm bình thường. Hiên Viên Lăng đột nhiên trở nên nghiêm túc, thanh kiếm này là kiếm tổ của nhà Hiên Viên tôi, từ trước đến nay đời sau của nhà Hiên Viên vẫn luôn muốn lôi thanh kiếm này ra khỏi vỏ, tái xuất thế gian, nhưng đều không thành công. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, nhìn Hiên Viên Lăng hỏi, cô muốn tôi thử à? Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân cười, tôi đồng ý thử. Hiên Viên Lăng muốn nói lại thôi. Diệp Quân hỏi, sao thế? Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, thanh kiếm này là kiếm tổ của nhà Hiên Viên, không thể cho người ngoài thử. Diệp Quân cười khổ, vậy cô bảo tôi tới. Nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì, hắn nhíu mày hỏi, con rể của nhà Hiên Viên có thể thử. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, nhẹ giọng bảo, đúng vậy. Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, nhất thời im lặng. Vì một thanh kiếm mà bán đứng thân thể. Diệp Quân hơi do dự, hắn nhìn Hiên Viên Lăng, nếu là vì cô gái này thì cũng không phải không thể khiến bản thân tủi nhục một chút. Phát hiện ra vẻ mặt Diệp Quân, Hiên Viên Lăng lập tức đỏ mặt, anh đừng nghĩ nhiều, ý tôi là chúng ta có thể đóng giả bạn trai bạn gái. Diệp Quân nhíu mày, đóng giả. Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân ngập ngừng, đóng giả thế nào? Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, nói nhỏ, chỉ là bình thường chúng ta tỏ ra thân mật hơn một chút là được. Diệp Quân nói, nắm tay hả? Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng. Diệp Quân bảo, được. Hắn thật sự muốn thấy thanh kiếm đó, có thể khiến ông nội sử dụng, vậy chắc chắn không phải kiếm bình thường. Hiên Viên Lăng nói, nếu đã diễn thì diễn cho thật một chút, bắt đầu từ bây giờ anh đừng gọi tôi là cô Lăng nữa, gọi tôi là Lăng Nhi, biết chưa? Diệp Quân gật đầu, ừm. Hiên Viên Lăng gật đầu, còn nữa, lúc bình thường cố gắng tỏ ra thân mật hơn chút nữa. Anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ diễn thôi, biết không? Diệp Quân gật đầu, được. Hiên Viên Lăng cười, anh có thích thanh kiếm nào ở đây không? Diệp Quân lắc đầu. Hiên Viên Lăng nói, vậy tôi đưa anh ra ngoài đi dạo nhé. Diệp Quân cười bảo, được. Nói xong hắn bước ra ngoài. Hiên Viên Lăng bỗng gọi, này. Diệp Quân quay sang nhìn Hiên Viên Lăng với vẻ khó hiểu. Hiên Viên Lăng nháy mắt, anh quên điều vừa nói rồi à? Diệp Quân lưỡng lự, sau đó chủ động nắm tay Hiên Viên Lăng, đi thôi. Được Diệp Quân nắm tay, mặt Hiên Viên Lăng thoáng chốc đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn, nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Diệp Quân nói, Lăng, Nhi, chuyện là, cô giúp tôi có được kiếm tổ của nhà các cô thì cô được lợi ích gì? Hiên Viên Lăng nhìn hắn, sau này anh sẽ biết thôi. Diệp Quân khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi hai người rời khỏi kiếm các, Hiên Viên Lăng dẫn Diệp Quân đi tới ngọn núi phía sau, trên đường đi, hai người thu hút rất nhiều người của nhà Hiên Viên chú ý. Chẳng mấy chốc, tin hai người nắm tay nhau đi dạo đã truyền khắp nhà Hiên Viên. Mặt Hiên Viên Lăng đỏ ửng, may có mạn che mặt, nếu không đỏ thế này cô ấy chẳng có mặt mũi mà nhìn người khác. Nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn buông tay, sau đó nghiêm túc nói, cô Lăng, tôi thấy thế này không ổn. Hiên Viên Lăng khó hiểu nhìn Diệp Quân, sao thế? Diệp Quân lắc đầu, cô Lăng, chuyện này đương nhiên không có ảnh hưởng gì với tôi, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của cô. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này làm sao cô lập gia đình được nữa? Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, chuyện này là tôi không nghĩ chu đáo, lát nữa chúng ta nói rõ với bố mẹ cô đi, chắc còn có thể cứu vãn. Hiên Viên Lăng nói, anh không muốn thanh kiếm đó nữa à? Diệp Quân lắc đầu, tôi rất tò mò về thanh kiếm đó, muốn được thấy nó, nhưng tôi thấy cách này không ổn, chủ yếu là sẽ không ảnh hưởng tốt đến cô. Hiên Viên Lăng tươi cười nhìn Diệp Quân, chủ động nắm tay hắn, không sao đâu. Diệp Quân khó hiểu. Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói, ở hệ Ngân Hà, chỉ cần không kết hôn thì con gái có bạn trai mấy lần là chuyện rất bình thường. Diệp Quân im lặng. Hiên Viên Lăng cười,
tôi không lừa anh đâu, đi thôi. Nói rồi cô ấy kéo Diệp Quân đi xa. Diệp Quân đột nhiên hỏi, ở hệ Ngân Hà, chỉ cần không kết hôn, đàn ông có mấy bạn gái có phải cũng là chuyện rất bình thường không? Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng thế, nhưng không được có cùng lúc mấy cô đâu đấy. Nói tới đây, cô ấy cau mày nhìn Diệp Quân, anh đang nghĩ gì hả? Diệp Quân vội lắc đầu, không, không có gì. Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, không được nghĩ lung tung, biết chưa? Diệp Quân gật đầu, tôi chỉ hỏi thế thôi. Hiên Viên Lăng cười, đi, tôi đưa anh đến một nơi. Nói rồi cô ấy kéo Diệp Quân đi nhanh về một hướng. Một lúc sau Hiên Viên Lăng kéo Diệp Quân lên đỉnh của ngọn núi phía sai, đây là đỉnh núi cao nhất, nhìn gần có thể thấy toàn bộ sơn trang Hiên Viên, nhìn ra xa có thể thấy thành phố Yến Kinh. Hiên Viên Lăng cất tiếng gọi, này. Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, cô ấy cười bảo, tôi đưa anh đến đây không phải để ngắm cảnh, anh cảm nhận kỹ nơi này đi. Cảm nhận. Diệp Quân giật mình, một giây sau, hai mắt hắn đột nhiên mở to, linh khí. Hắn cảm nhận được rất nhiều linh khí ở đây. Hiên Viên Lăng nháy mắt, ở đây có một linh mạch, nhưng rất nhỏ. Chẳng phải anh nói anh thiếu linh khí sao? Anh có thể hấp thu nhiều một chút. Diệp Quân do dự rồi hỏi, vì sao? Hắn biết linh khí này ở ngôi sao màu xanh là vô cùng quý giá, dù là thế gia Hiên Viên có lẽ cũng chỉ có một linh mạch này. Hiên Viên Lăng khó hiểu, vì sao cái gì? Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, nghiêm túc nói, cô Lăng, linh khí này rất quý giá. Hiên Viên Lăng lắc đầu, xoay người không nói gì, có hơi tức giận. Diệp Quân không hiểu ra sao. Hiên Viên Lăng lại nói, thứ anh tặng tôi thì không quý giá à? Dù là công pháp hay kiếm kỹ, cho dù ở Ngân Hà Tông thì cũng vô cùng hiếm đúng không? Khi anh tặng tôi sao không nghĩ nó rất quý giá? Diệp Quân im lặng. Hiên Viên Lăng quay lại nhìn Diệp Quân với vẻ hơi bất mãn, tôi cho anh hấp thu một chút linh khí, anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Diệp Quân cười khổ, tôi không có ý đó, linh khí ở đây quá quý giá, cô chưa được bố mẹ cô cho phép mà đã cho tôi hấp thu, tôi sợ họ sẽ trách cô. Hiên Viên Lăng cười, họ không keo kiệt vậy đâu, anh mau hấp thu đi. Diệp Quân do dự một lát rồi gật đầu, được. Nói rồi hắn khoanh chân ngồi xuống, sử dụng tâm pháp, chẳng mấy chốc, linh khí xung quanh đã tập trung về phía hắn. Hắn không hấp thu linh mạch ở sâu trong lòng đất, mà chỉ hấp thu linh khí do linh mạch tản ra, bởi vì nếu hắn hấp thu linh mạch dưới lòng đất, hắn có thể hấp thu toàn bộ linh mạch luôn, làm như vậy đương nhiên hơi quá đáng. Một lát sau Diệp Quân đứng lên, lúc này linh khí trong cơ thể hắn đã nhiều hơn không chỉ 10 lần so với lúc trước. 10 lần. Cho dù hiện tại tu vi của hắn bị phong ấn, nhưng muốn giết một tông sư cũng là chuyện rất dễ dàng. Hiên Viên Lăng cười, cảm giác thế nào? Diệp Quân cảm nhận huyền khí trong người, có muốn bay không? Hiên Viên Lăng chớp mắt, ngự kiếm. Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng lập tức đáp, muốn. Diệp Quân nhẩm niệm, kiếm vân tú mà Hiên Viên Lăng tặng hắn bay ra, hắn nắm tay Hiên Viên Lăng đứng trên kiếm vân tú, giây tiếp theo, hắn nhẩm niệm, kiếm lập tức hóa thành kiếm quang bay vút lên trời. Hắn chỉ ngự kiếm đơn thuần, không dùng sức mạnh tu vi. Khoảnh khắc kiếm bay lên, Hiên Viên Lăng sợ hãi ôm chặt lấy Diệp Quân. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, hắn không ngờ Hiên Viên Lăng lại sợ. Hiên Viên Lăng ôm rất chặt khiến Diệp Quân hơi lúng túng, hắn ngập ngừng một chút rồi bảo, cô Lăng đừng sợ, cô nhìn xung quanh xem. Nghe Diệp Quân nói thế, Hiên Viên Lăng từ từ mở mắt, nhìn thấy dãy núi bên dưới nhanh chóng thu nhỏ lại, cô ấy lại vội vàng nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt. Diệp Quân cảm nhận được có gì đó không đúng, làm sao vậy? Hiên Viên Lăng ôm chặt lấy hắn, run rẩy nói, tôi, sợ độ cao. Sợ độ cao? Diệp Quân sửng sốt, sau đó lắc đầu cười, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Hiên Viên Lăng, tôi đỡ cô đừng sợ. Hiên Viên Lăng vẫn liên tục lắc đầu. Diệp Quân cười bảo, chẳng phải cô muốn học kiếm sao? Chẳng phải muốn ngự kiếm bay đi sao? Nếu sợ thì còn học cái gì nữa? Nghe Diệp Quân nói vậy, Hiên Viên Lăng hơi do dự, sau đó chậm rãi mở mắt ra, mặc dù còn hơi sợ nhưng cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Mà Diệp Quân cũng giảm chậm tốc độ ngự kiếm. Một lúc sau, cuối cùng Hiên Viên Lăng cũng không còn căng thẳng nữa, hưng phấn nói, thật sự là ngự kiếm này. Diệp Quân cười, đúng thế.
Hiên Viên Lăng đang định nói, nhưng dường như cảm nhận được gì đó, mặt thoáng chốc đỏ lên, vì cô ấy phát hiện mình đang ở rất gần Diệp Quân, hơn nữa hai tay còn ôm lấy hắn, tư thế này thật sự hơi mập mờ. Trong lòng xấu hổ, cô ấy vốn định rút tay về theo bản năng, nhưng vì sợ nên nhất thời rất bối rối. Lúc này Diệp Quân cũng đã phát hiện ra điều khác thường của Hiên Viên Lăng, hắn từ từ ngự kiếm về lại đỉnh núi sau đó buông cô ấy ra. Hiên Viên Lăng cũng buông Diệp Quân, cô ấy nhìn hắn, tuy không ngượng nhưng lại thấy hơi mất mát. Diệp Quân cười, cảm giác thế nào? Hiên Viên Lăng gật đầu, rất tuyệt. Nói rồi cô ấy nhìn Diệp Quân, tôi cũng có thể ngự kiếm bay đi như anh sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Ở đây có linh khí, với thiên phú của cô, rất nhanh là có thể ngự kiếm được thôi. Hiên Viên Lăng hơi cúi đầu, nhưng tôi hơi sợ. Diệp Quân cười, không có gì, đến lúc đó tôi dạy cô, chúng ta bay mấy lần, đến khi cô làm quen sẽ không còn sợ nữa. Hiên Viên Lăng nháy mắt, quyết định vậy nhé. Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng cười, chúng ta về thôi. Nói xong cô ấy chủ động nắm tay Diệp Quân đi xuống núi. Trên đường đi, Hiên Viên Lăng chợt hỏi, sở dĩ anh muốn thấy kiếm tổ của nhà Hiên Viên chúng tôi là vì kiếm tu áo xanh kia đúng không? Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng quay lại nhìn Diệp Quân, anh biết kiếm tu đó à? Diệp Quân đáp, biết. Hiên Viên Lăng hơi tò mò, nếu tu vi của anh không bị phong ấn thì anh với ông ấy, ai lợi hại hơn? Diệp Quân cười, ở trước mặt ông ấy, tôi là cháu trai. Hiên Viên Lăng, lão quái. Cháu trai. Hiên Viên Lăng ngẩn người, sau đó lắc đầu, tôi không tin, anh lợi hại như vậy cơ mà, vị kiếm tu áo xanh đó chắc chắn không thể là đối thủ của anh được. Diệp Quân chỉ cười cười, không nói gì thêm. Hắn nào dám nói lung tung nữa, giờ đã bị cha ghim rồi, nếu còn dám chọc vào ông nội nữa thì chắc là khỏi sống luôn rồi. Việc nên làm là phải tạo mối quan hệ tốt với ông nội. Hiên Viên Lăng đột nhiên hỏi, vị kiếm tu áo xanh đó, anh cũng quen à? Diệp Quân ngừng nghĩ ngợi lan man, gật đầu đáp, có quen. Hiên Viên Lăng trợn tròn mắt, chẳng lẽ anh là một lão quái đã sống vô số năm rồi? Diệp Quân cười khan, cô đang nghĩ gì thế? Tôi còn trẻ lắm, mới 18 thôi. Tốc độ trôi của dòng thời gian ở hệ Ngân Hà không giống bên ngoài kia. Hiên Viên Lăng cười cười, ra là thế. Diệp Quân nhìn sắc trời, nói chúng ta xuống núi đi. Hiên Viên Lăng gật đầu. Hai người vừa xuống núi liền được mời vào một gian đại điện. Lúc này, trong đại điện hiện đang có một đám cường giả của gia tộc Hiên Viên, có chừng 20 người, đều đang ngồi quanh một chiếc bàn. Ngồi vị trí chủ tọa chính là cha của Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Kỳ, bên cạnh ông ta là mẹ Hiên Viên Lăng. Trên bàn bày đủ món ngon, trông cực kỳ phong phú, có thể thấy, gia tộc Hiên Viên vẫn hết sức coi trọng Diệp Quân. Thấy hai người nắm tay nhau đi vào, sắc mặt đám cường giả của gia tộc Hiên Viên đều trở nên khá kỳ quái. Bị bao đôi mắt nhìn chằm chằm, Hiên Viên Lăng thoáng đỏ mặt, tay phải nắm chặt tay Diệp Quân. Hiên Viên Kỳ liếc nhìn hai người rồi nói, ngồi vào đi. Hai người ngồi vào bàn, Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Quân, giơ ly rượu. Cười nói, cậu Diệp, chào mừng cậu tới nhà Hiên Viên chúng tôi. Diệp Quân cũng nâng ly rượu, cảm ơn bác đã chiêu đãi. Dứt lời, hai người cùng uống một hơi cạn ly. Sau đó, mọi người bắt đầu dùng cơm. Trong bữa cơm, đám cường giả của gia tộc Hiên Viên không cố tình đối chọi với Diệp Quân, nhiều nhất cũng chỉ là mấy câu hỏi về thân phận lai lịch của hắn mà thôi. Hôm nay có mặt ở đây đều là những người có địa vị cao trong gia tộc Hiên Viên. Có thể có địa vị đó, tất nhiên đều không phải người bình thường. Ngay từ đầu, họ còn tương đối tò mò, dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên Hiên Viên Lăng dẫn một người đàn ông về nhà. Ban đầu, bởi địa vị xã hội của gia tộc Hiên Viên quá cao, trong lòng họ cũng có đôi chút coi khinh Diệp Quân. Gia tộc Hiên Viên tính chung ở cả Hoa Hạ cũng rất có địa vị, không phải hạng tầm thường. Nhưng bọn họ không hề biểu hiện ra ngoài. Dù sao thì cũng cần quan tâm đến thể diện của Hiên Viên Lăng mới được. Vào những thời điểm thế này, dù nội bộ có mâu thuẫn nhưng khi đối mặt với người ngoài cũng cần giữ vững tiêu chí đoàn kết. Làm mất mặt Hiên Viên Lăng chẳng khác nào bôi nhọ thể diện toàn gia tộc Hiên Viên. Trong quá trình tiếp xúc và trò chuyện, nhận thấy phong thái nói năng và hành xử của Diệp Quân rất khéo léo lại có khí độ hơn người,
bọn họ cũng dần thu hồi suy nghĩ coi thường trong lòng. Đồng thời, trong lòng họ cũng dần cho ra một kết luận, chàng trai này là người từng trải, có kinh nghiệm ứng phó với những tình thế long trọng. Vì vậy, đám người nắm quyền của gia tộc Hiên Viên có mặt ở đây lại càng thêm tò mò về Diệp Quân. Mọi người bắt đầu mời rượu hắn, sau vài vòng, đầu hắn trở nên nặng trĩu và mơ hồ. Hiên Viên Lăng ngồi bên nhìn Diệp Quân, môi giữ mãi nụ cười tươi tắn. Cô ấy cũng biết, cha mẹ cùng các vị chú bác ở đây đều luôn có tiêu chuẩn nhìn người rất cao, người bình thường không thể lọt vào mắt họ, nhưng lúc này, họ đều rất khách khí với Diệp Quân. Thực ra, chính cô ấy cũng rất tò mò về thân phận thật của Diệp Quân. Tư thái thong dong và tự tin phát ra từ xương tủy của người thanh niên này là một dạng mà cô ấy chưa từng thấy ở ai. Người này, dù đối mặt với cha mình cùng một đám cường giả của gia tộc Hiên Viên, hắn vẫn có thể thong dong ứng đối, không hề có chút khiếp đảm hay câu nệ. Sự tự tin này tuyệt đối không thể giả vờ mà ra. Người này, rốt cuộc là ai? Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, hắn đã uống say đến đỏ mặt, lòng cô ấy tràn ngập tò mò. Thấy anh trai mình là Hiên Viên Do lại rót rượu cho Diệp Quân, Hiên Viên Lăng liền trừng mắt với anh ta một cái. Hiên Viên Do bĩu môi, nhưng cũng đành đặt ly rượu xuống. Hồi lâu sau, thấy mọi người đều đã uống đủ, Hiên Viên Lăng đột nhiên lên tiếng, cha, Tiểu Quân là kiếm tu, con muốn để anh ấy thử với kiếm tổ xem sao. Cô ấy vừa lên tiếng, bầu không khí tức thì yên tĩnh hẳn. Hiên Viên Kỳ đặt ly rượu xuống, nhìn Hiên Viên Lăng, con chắc chứ? Hiên Viên Lăng gật đầu. Hiên Viên Kỳ trầm mặc hồi lâu rồi đưa mắt nhìn những thành viên trong gia tộc. Một ông lão chợt cất lời, Tiểu Lăng, cháu cũng biết quy củ rồi đó, kiếm tổ chỉ có người của gia tộc Hiên Viên ta mới có thể thử. Cậu Diệp đây, cùng với cháu, đã phát triển tới bước đó chưa? Nghe vậy, Hiên Viên Lăng lập tức đỏ mặt, cúi đầu im lặng. Thấy thế, mọi người đều không biết phải nói gì. Phản ứng như thế chứng tỏ hai người đã phát triển tới bước đó rồi. Chậc, ông lão kia lắc đầu, không hỏi nữa. Những người còn lại cũng không nói gì. Gia tộc Hiên Viên là một thế gia lâu đời, bởi vậy, nữ giới của gia tộc đều tương đối bảo thủ. Nếu Hiên Viên Lăng cùng thiếu niên này phát triển tới bước cuối thì cũng có nghĩa là, hai người chỉ thiếu một thủ tục chính thức nữa thôi. Hiên Viên Kỳ liếc nhìn Hiên Viên Lăng, khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Hiên Viên Lăng nhìn về phía cha mình, nhẹ giọng hỏi, cha, có, được không ạ? Hiên Viên Kỳ bình tĩnh nói, ngày mai bảo cậu ấy tới kiếm tháp xem thử. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng lập tức vui sướng ra mặt. Những người khác đều không có ý phản đối. Kiếm tổ tuy rất quý giá nhưng nó đã ở trong gia tộc Hiên Viên bao năm mà không tìm được chủ mới, mọi người đều đã không còn hy vọng gì với nó. Từ trước tới nay, trừ tổ tiên của họ, người duy nhất từng khiến kiếm tổ thần phục lại là một người ngoài chứ không phải là người của gia tộc Hiên Viên. Cũng chính vì thế, gia tộc Hiên Viên mới lựa chọn thay đổi, chấp nhận rằng dù không phải là người họ Hiên Viên, nhưng chỉ cần người đó là con rể của gia tộc Hiên Viên thì đều có thể thử đi thu phục kiếm tổ, bởi nếu con rể của gia tộc Hiên Viên thần phục được kiếm này, đối với gia tộc Hiên Viên cũng là một chuyện tốt. Hiên Viên Kỳ quyết định như vậy, mọi người không còn coi Diệp Quân là người ngoài nữa, thế là lại một vòng chuốc rượu mới. Khi bữa tiệc kết thúc, Hiên Viên Lăng đỡ Diệp Quân về phòng. Cô ấy vừa dìu Diệp Quân nằm xuống giường rồi định rời khỏi đó, Diệp Quân đột nhiên giữ chặt tay cô ấy. Hiên Viên Lăng lập tức căng thẳng, quay đầu nhìn Diệp Quân, lúc này, Diệp Quân cũng đang nhìn cô ấy. Bị hắn nhìn chăm chú như thế, Hiên Viên Lăng hơi e thẹn, ngập ngừng hỏi, anh, không say à? Diệp Quân nhẹ nhàng lắc đầu, có hơi say một chút, nhưng không đến nỗi say không biết gì. Nói đoạn, hắn vỗ nhẹ xuống giường, ngồi đi. Hiên Viên Lăng thoáng do dự. Diệp Quân cười nói, sợ tôi sằng bậy với cô à? Hiên Viên Lăng lắc đầu, anh sẽ không làm thế. Nói xong, cô ấy ngồi xuống bên giường. Diệp Quân nghiêm túc nói, Lăng cô nương, thực ra tôi cũng không đặc biệt chú ý đến thanh kiếm kia đâu. Hiên Viên Lăng hơi cúi đầu im lặng. Diệp Quân tiếp tục, cô nói chỉ cần là bạn trai bạn gái là được, nhưng tôi có thể nhận ra, bọn họ đã cho rằng tôi và cô đã có. Nói đến đó, hắn khẽ lắc đầu, Lăng cô nương, làm như thế sẽ có ảnh hưởng không tốt với cô đấy. Cô không cần phải.
Hiên Viên Lăng nhẹ nhàng ngắt lời hắn, tôi gây phiền toái cho anh sao? Diệp Quân cười khổ, không ngờ tôi nói bao lâu thế mà vẫn chẳng ích gì à. Tôi chỉ sợ chuyện đó ảnh hưởng đến danh dự của cô thôi. Hiên Viên Lăng lắc đầu, tôi không quan tâm. Diệp Quân nhìn cô ấy, vì sao? Hiên Viên Lăng cười nói, trước kia chẳng phải anh đã nói anh bị ai đó phong ấn thực lực sao? Tôi đã nói với anh, thanh kiếm tổ này của gia tộc tôi vô cùng lợi hại, nó chính là thanh kiếm sắc bén nhất lịch sử Hoa Hạ, tự bản thân có sức mạnh hủy diệt đất trời, nếu anh có được thanh kiếm này, chưa biết chừng có thể giết chết được kẻ đã phong ấn thực lực của anh đấy. Nghe thấy thế, sắc mặt Diệp Quân tức thì thay đổi, hắn vội vã nắm chặt tay Hiên Viên Lăng, khẩn trương nói nhanh, chưa có nói lung tung. Tôi chưa bao giờ có ý định giết người đó cả, nghĩ thôi cũng không có, chưa từng có. Bị Diệp Quân nắm chặt tay, sắc mặt Hiên Viên Lăng chợt ửng hồng, muốn giãy ra nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thành cầm ngược tay Diệp Quân. Diệp Quân lúc này đang hơi hoảng loạn vì những lời Hiên Viên Lăng mới nói. Thật đáng sợ. Giết cha. Không không, người nhà họ Dương, cha hiền con thảo, vĩnh viễn sẽ không bao giờ gây nên loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Sau đó, Diệp Quân chợt phát hiện mình còn nắm tay người ta, bèn vội vã buông ra, cười cười gượng gạo, tôi không cố ý đâu. Hiên Viên Lăng lặng lẽ cúi đầu, Diệp Quân nhìn cô gái trước mắt, lòng cảm động, hắn không ngờ rằng, chỉ một câu bâng quơ của hắn lại khiến cô ấy để tâm đến thế. Nhưng đồng thời, hắn cũng thấy băn khoăn, bởi vì cô gái này đang hy sinh sự trong sạch của mình. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt có tiếng bước chân vọng lại. Hiên Viên Lăng lập tức biến sắc, vội vã lên giường, nằm cạnh Diệp Quân. Diệp Quân ngây mặt nhìn cô ấy. Hiên Viên Lăng nói, là đại trưởng lão và những người khác, hẳn là họ sợ tôi lừa họ, kiếm tổ của gia tộc Hiên Viên chúng tôi là vật rất quan trọng, cũng là một vật biểu trưng, dù con cháu của gia tộc Hiên Viên không thể rút nó lên thì gia tộc Hiên Viên cũng không thể đem nó cho người ngoài được, trừ khi, người đó chính là con rể của gia tộc Hiên Viên. Vì vậy, bọn họ mới thận trọng đến thế, phải kiểm tra chúng ta. Diệp Quân cười khổ, vậy phải làm sao đây? Hiên Viên Lăng cúi đầu, tôi, đêm nay tôi ngủ ở đây. Nói đến những lời sau cùng, giọng cô ấy đã nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hả? Diệp Quân trợn mắt nhìn Hiên Viên Lăng như không thể tin vào tai mình. Hiên Viên Lăng vẫn gục đầu, nếu không như thế thì biết làm sao? Diệp Quân cười khổ, cô không sợ tôi làm bậy sao? Hiên Viên Lăng nhẹ nhàng nói, anh sẽ không làm thế. Diệp Quân không biết phải nói sao, trông tôi giống một kẻ quân tử chính trực à? Hiên Viên Lăng cười bảo, tôi chỉ biết là anh sẽ không như thế. Diệp Quân nghiêm nghị nói, Lăng cô nương, làm như vậy, đối với cô rất. Hiên Viên Lăng bình tĩnh ngắt lời, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Ở nơi này, một cô gái từng có vài người bạn trai là chuyện rất bình thường, anh không nên giữ tư tưởng bảo thủ như thế. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, có nghĩa là, cô cũng sẽ làm vậy đối với người đàn ông khác, phải không? Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt Hiên Viên Lăng lập tức trở nên lạnh như băng, cô ấy nhìn Diệp Quân chằm chằm, sắc đỏ ngượng ngùng trên mặt đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ băng giá thấu xương. Hiên Viên Lăng quay người, đưa lưng về phía Diệp Quân. Mai tôi giúp anh lấy được Hiên Viên kiếm, sau đó, chúng ta không ai nợ ai điều gì nữa. Giọng cô ấy lúc này không có bất kỳ một tia cảm xúc nào. Diệp Quân biết mình nói lỡ lời. Hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo Hiên Viên Lăng, khẽ bảo, Lăng cô nương, xin lỗi cô. Hiên Viên Lăng không nói lời nào. Diệp Quân lại gọi, Lăng cô nương. Nhưng Hiên Viên Lăng vẫn không hề đáp lại. Diệp Quân khe khẽ thở dài, tự trách. Sao mình lại nói những lời như vậy được? Nhất định là do huyết mạch phong ma rồi. Huyết mạch phong ma. Diệp Quân gọi mấy tiếng, Hiên Viên Lăng vẫn không chịu đáp lại. Do dự giây lát, Diệp Quân bèn đặt tay lên hông cô ấy, nếu cô không nói gì là tôi sẽ làm bậy với cô đấy nhé. Hiên Viên Lăng vẫn không hề hé răng. Diệp Quân đột nhiên lật người sang phía đối diện với Hiên Viên Lăng. Nhưng khi nhìn vào mặt cô ấy, hắn lập tức sửng sốt cả người, bởi vì lúc này, viền mắt Hiên Viên Lăng đã đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Diệp Quân bối rối không biết phải làm sao, hắn đang định nói gì đó, Hiên Viên Lăng đã xoay người, lại đưa lưng về phía hắn, nói gọn, ngủ đi.
Diệp Quân chỉ đành thở dài khe khẽ. Rượu vào hỏng việc. Một đêm trôi qua. Khi Diệp Quân mở mắt nhìn sang, bên cạnh đã không còn bóng dáng Hiên Viên Lăng, nhớ tới chuyện tối qua, hắn lại thở dài. Trầm ngâm hồi lâu, hắn quyết định xuống giường, rửa mặt và sửa sang lại quần áo, hắn mở cửa phòng, hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rất rạng rỡ. Đúng lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên từ bên kia đi tới. Cô ấy đã thay một bộ váy dài màu xanh lục, vẫn đeo mạng che mặt như trước, Diệp Quân chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy lộ ra, nhưng lúc này, cặp mắt đó không còn ôn hòa thân thiết như trước, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo xa cách. Diệp Quân đang định nói gì, Hiên Viên Lăng đã lên tiếng trước, chúng ta đến kiếm tháp thôi. Nói xong, cô ấy quay đầu đi trước. Diệp Quân đành lắc đầu cười khổ, nối gót cô ấy. Hai người đi về phía kiếm tháp, dọc đường đi đều không có tương tác qua lại. Diệp Quân nhiều lần chủ động bắt chuyện, nhưng Hiên Viên Lăng vẫn luôn giữ im lặng. Khi hai người đi tới trước kiếm tháp, Diệp Quân chợt nhíu mày, bởi vì sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn lại bắt đầu trào dâng. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào kiếm tháp, lẽ nào kiếm trong này có liên quan gì đến huyết mạch của mình sao? Càng lại gần kiếm tháp, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Diệp Quân càng sao động mãnh liệt hơn. Với ba loại huyết mạch trong người Diệp Quân, quen thuộc hơn cả với hắn chính là huyết mạch phong ma, hai loại huyết mạch kia thì hắn chưa được tiếp xúc nhiều, bởi vì hắn chưa hề kích hoạt chúng lần nào. Thực ra, nghiêm chỉnh mà nói, ngay cả huyết mạch phong ma, hắn cũng chưa đạt tới mức kích hoạt đúng nghĩa. Bởi vì hắn chưa từng triệt để điên cuồng lần nào. Chỉ khi triệt để điên cuồng thì mới có thể phát huy uy lực của huyết mạch đó đến mức cao nhất. Còn hai loại huyết mạch kia, hắn chưa hề có hiểu biết gì về uy lực của chúng. Song, hai loại huyết mạch đó có thể tồn tại cùng huyết mạch phong ma, chứng tỏ đó cũng không phải dạng huyết mạch tầm thường, nếu không, chúng đã sớm bị huyết mạch phong ma xử lý rồi. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đi tới trước kiếm tháp. Tòa tháp này trông rất cổ xưa, bề ngoài còn được vẽ một ít phù văn thần bí, những phù văn này có hình thù rất lạ, giống như một thanh kiếm treo ngược, như là đang trấn áp thứ gì. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn sang phía Hiên Viên Lăng vẫn lạnh mặt rửng rưng, bước vào trong kiếm tháp. Đi được mấy bước, như thể vừa nhận ra điều gì, cô ấy chợt quay người nhìn về phía Diệp Quân vẫn đứng đó, không hề động đậy. Hiên Viên Lăng chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân chậm rãi bước tới trước mặt Hiên Viên Lăng, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm túc nói, Lăng cô nương, tôi xin lỗi vì chuyện tối qua. Hiên Viên Lăng chỉ lắc đầu, không có gì, chúng ta vào xem thanh kiếm kia thôi. Nói xong, cô ấy quay người đi vào trong kiếm tháp. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi cũng cất bước theo sau. Tháp có 9 tầng, hai người chậm rãi đi lên. Diệp Quân phát hiện, mỗi tầng đều có rất nhiều bích họa, những bức bích họa đó đều có cảm giác rất cổ xưa, như đang kể ra điều gì. Lúc này, Hiên Viên Lăng bỗng lên tiếng. Những bức họa đó là mấy trang lịch sử năm xưa. Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, lịch sử năm xưa. Hiên Viên Lăng gật đầu, nền văn minh thần của ngày trước. Diệp Quân hỏi, ngày đó, ngôi sao màu xanh cũng từng có rất nhiều nhân vật vô cùng hùng mạnh, đúng không? Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân thoáng ngạc nhiên, vậy hiện giờ bọn họ ra sao? Hiên Viên Lăng lắc đầu, tôi cũng không biết. Diệp Quân trầm mặc. Chủ nhân bút đại đạo có lẽ sẽ biết, cái tay dở hơi đó còn biết hệ ngân hà từng có 150 loại nền văn minh cơ mà. Diệp Quân còn định hỏi thêm điều gì, hai người đã lên tới tầng thứ 9. Ngay giữa tầng này có một thạch đài, trên thạch đài lơ lửng một thanh kiếm. Thanh kiếm kia toàn thân ánh màu vàng kim, dài 3 thước, rộng hơn 2 ngón tay, vô cùng chói mắt. Hiên Viên Lăng chợt nói, kiếm này tên gọi Hiên Viên, là thanh kiếm thánh đạo. Thân kiếm có một mặt khác trăng sao và mặt trời, mặt kia khác núi đồi hoa cỏ, chuôi kiếm có một mặt khác thuật nông canh xúc dưỡng, mặt kia khác sách lược tứ hải nhất thống, bên trong chất chứa sức mạnh vô tận. Kiếm Hiên Viên. Diệp Quân chậm rãi bước tới trước thanh kiếm, đúng lúc này, thanh kiếm bỗng hơi chấn động. Thấy thế, Hiên Viên Lăng siết chặt nắm tay, lòng khẩn trương vô cùng. Diệp Quân chợt thấy đáy lòng nảy lên một cảm giác lạ, hắn đột nhiên gọi tới. Ong! Một tiếng kiếm kêu từ trong tháp ngân lên, thoáng cái, vạn luồng kiếm quang màu vàng kim đã đâm rách tháp cao,
phóng lên trời. Cùng lúc đó, thanh kiếm Hiên Viên bay thẳng vào lòng bàn tay Diệp Quân. Hiện tượng dị thường này khiến toàn bộ gia tộc Hiên Viên phải khiếp sợ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tháp. Bọn họ không ai theo Diệp Quân và Hiên Viên lăng vào kiếm tháp, vì không ai nghĩ Diệp Quân có thể thành công rút kiếm. Thanh kiếm này vốn đã ở đó, phủ bụi vô số năm, gia tộc Hiên Viên kinh qua bao thế hệ, chưa từng có một người khiến nó thần phục. Một người ngoài sao có thể khiến kiếm báu của gia tộc Hiên Viên thần phục được? Bởi vậy, họ đều không quá để ý đến chuyện hôm nay Diệp Quân tới kiếm tháp. Nhưng vào lúc này, khi mọi người thấy vạn luồng kiếm quang màu vàng kim vọt lên cao, tất cả đều bối rối. Thánh kiếm thần phục rồi. Tại núi Phản Tịnh, trước cửa, một người đàn ông đang quét rác đột nhiên quay người liếc về một phương, trầm mặc một hồi, đáy mắt thoáng lóe lên một tia phức tạp, nhẹ giọng lầm bầm, Hiên Viên. Tại Sơn Trang Hiên Viên, bên trong kiếm tháp, Hiên Viên lăng nhìn Diệp Quân, sắc mặt cũng vô cùng phức tạp. Cô ấy đã sớm biết, người đàn ông này nhất định có thể khiến thánh kiếm thần phục. Trực giác của cô ấy quả không sai. Diệp Quân nắm thanh kiếm trong tay, giờ khắc này, sắc mặt hắn lại có vẻ căng thẳng, bởi hắn vừa cảm nhận được sức mạnh hùng hậu vô tận bên trong thanh kiếm. Thanh kiếm này không phải một thanh kiếm bình thường. Trong số những thanh kiếm hắn từng tiếp xúc, thanh kiếm này gần giống với kiếm hành đạo và thanh huyên. Diệp Quân cũng phải giật mình khiếp sợ, hắn không thể ngờ, ngôi sao màu xanh này lại có một thần khí như thế. Đúng lúc này, thanh kiếm đột nhiên hơi rung động, ngay sau đó, nó bộc phát một luồng ánh sáng rực rỡ màu vàng kim, bao trùm lấy Diệp Quân. Con người Diệp Quân thoáng co rút lại. Hiên Viên Lăng cũng lập tức biến sắc, vọt thẳng tới chỗ Diệp Quân. Giây lát. Hai người đã bị luồng sáng rực rỡ kia bao phủ, cùng biến mất khỏi đó. Khi hai người xuất hiện lại một lần nữa, chân đã đứng trên một cánh đồng hoang vu, nhìn quanh chỉ thấy bát ngát vô biên, không khí khô nóng, nhiệt độ cực cao. Nơi này là nơi nào? Diệp Quân nhăn mày. Hiên Viên Lăng đột nhiên kinh hãi kêu lên, đây là chiến trường hỏa tinh trong lời đồn. Diệp Quân nhíu mày, chiến trường hỏa tinh. Hiên Viên Lăng gật đầu. Mặt đầy khiếp sợ, cô ấy đang định nói thêm điều gì, bỗng lại sửng sốt, chỉ về hư không xa xa, run run nói, anh xem. Diệp Quân nhìn về phía đó, trên hư không đang có một rừng cường giả nhân loại đang đứng. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, thân mặc bộ chiến giáp màu vàng kim, tay cầm thanh kiếm vàng, thần sắc uy nghiêm trang trọng, trông hệt một vị thiên thần, toàn thân tản ra một loại hơi thở trang nghiêm và thần thánh khủng khiếp. Hiên Viên Lăng nhìn thanh kiếm vàng trong tay người đàn ông trung niên kia, run giọng, đó là tổ tiên. Tổ tiên. Hiên Viên Lăng nói đến đó, chân vô thức tiến lên, nhưng Diệp Quân đã nhanh tay kéo lại, cái cô thấy chỉ là ảo ảnh thôi. Ảo ảnh. Hiên Viên Lăng ngây người. Diệp Quân nhìn về phía người đàn ông trung niên cầm thanh kiếm vàng, dưới thân ông ta còn có một con rồng. Con rồng này thân thể to lớn, có hai móng vuốt, lưng mọc hai cánh. Trên cánh còn có hoa văn ứng long. Con rồng khổng lồ nằm trước mặt người đàn ông kia, ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong hư không sâu thẳm, trong con mắt tràn đầy hung ác. Bên phải người đàn ông này, cách ông ta vài trượng, có một người đàn ông với vóc dáng cao lớn vạm vỡ, mặt mũi hung hãn, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm một thanh khai thiên cự phủ, đứng ở đó tựa như một vị ma thần, vô cùng kinh người. Nhìn thấy người đàn ông này, Hiên Viên Lăng run rẩy thốt lên, tổ tiên si tộc. Sau lưng ông ta, cách một quãng không xa còn có bốn yêu thú có hình thể khổng lồ, bốn con yêu thú này có diện mạo dữ dằn, ánh mắt hung hãn, toàn thân tản ra một hơi thở hung ác khủng bố, như trực chờ cắn chết đối phương, trông vô cùng kinh khủng. Ánh mắt Diệp Quân rơi vào bốn con yêu thú này, sắc mặt căng thẳng tột cùng, bởi hơi thở hung ác phát ra từ bốn con yêu thú đó vô cùng khủng bố, gần tiếp cận với nhị nha. Diệp Quân nổi cơn tò mò, Lăng cô nương, bốn con yêu thú này là gì? Hiên Viên Lăng cũng nhìn chằm chằm bốn con yêu thú, bốn hung thú mạnh nhất thượng cổ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột. Bốn hung thú của thượng cổ. Diệp Quân nhăn mày, ánh mắt lại rời ra phía sau bốn yêu thú, nơi đó còn có 80 người, những người này đều mang vẻ mặt hung hãn, hơi thở hùng hồn vô cùng. Bên phía đối diện cũng có một đám người. Người cầm đầu vận bộ áo bào vải thô, tay cầm một thần đỉnh màu đồng xanh,
Hiên Viên Lăng cũng rời mắt nhìn sang người đàn ông trung niên vận áo vải, nói khẽ, đó là tổ tiên của nhà họ Viêm, chỉ tiếc, nhà họ Viêm nay đã. Nói đến đó, cô ấy lắc đầu, im lặng. Sau lưng người đàn ông vận áo vải cũng có một loạt cường giả cực kỳ mạnh, đặc biệt có một vị tay cầm thuẫn phủ, toàn thân tản ra một chiến ý ngập trời, chiến ý đó cho người ta cảm giác có thể nghiền nát cả đất trời. Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân vô cùng nặng nề, chiến ý của người nọ thậm chí còn mạnh hơn cả chiến đế trước kia nữa. Lòng hắn chấn động vô cùng. Những người này, hẳn là nhóm cường giả mạnh nhất trên ngôi sao màu xanh khi xưa, từng người đều mang hơi thở cực kỳ hùng hậu, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Diệp Quân nhìn họ, ánh mắt phức tạp, mình đã quá coi thường ngôi sao màu xanh này rồi, nơi này cũng từng có nền văn minh võ đạo hùng mạnh và rực rỡ của nó. Chỉ là, chẳng biết vì sao, nó lại suy sụp. Diệp Quân lại nhìn về phía đám cường giả kia, lúc này, bọn họ trông như đang đợi điều gì. Đúng lúc này, thời không nơi xa xa đột nhiên rung chuyển. Thấy thế, Diệp Quân nheo mắt. Cùng lúc với sự rung chuyển của thời không, sắc mặt những vị cường giả trên không trung kia cũng dần trở nên căng thẳng. Bất chợt, thời không nứt vỡ, ngay sau đó, một lối đi như được làm bằng ánh sáng xuất hiện trước mắt mọi người. Người đàn ông cầm thanh kiếm vàng nheo mắt, Tuế Nguyệt Thông Đạo. Tuế Nguyệt Thông Đạo. Nghe cái tên này, Diệp Quân nhăn mày, chợt nhớ tới điều gì, con người hắn bỗng co rút lại, lòng đầy khiếp sợ, đây, chẳng lẽ chính là Tuế Nguyệt nghịch lưu giả trong truyền thuyết. Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Trước kia hắn từng nghe chủ nhân Bút Đại Đạo đề cập tới một câu, nhưng khi đó hắn không quá để tâm. Từng có Tuế Nguyệt nghịch lưu giả xâm lấn ngôi sao màu xanh. Ngay khi Diệp Quân còn đang nghi hoặc, từ trong lối đi có một cô gái chậm rãi bước ra, người này vận bộ áo bào màu trắng, bên hông buộc một sợi dây lưng bằng ngọc, tóc dài xõa vai, trên mặt đeo mặt nạ vàng kim, mặt nạ che từ trán tới mũi, chỉ để lộ khuôn miệng và chiếc cằm. Sau lưng cô gái áo bào trắng nó có hai gã cường giả thần bí, hai gã này có hình thể cực kỳ cao lớn, phải cao hơn người thường mấy lần, cả hai đều vận áo bào đen, đầu trùm mũ rộng. Thân thể lơ lửng nhìn không rõ, trông vô cùng quỷ dị. Sau lưng hai gã cường giả này còn có vô số hơi thở hùng mạnh khác, nhưng những cường giả kia không bước ra. Diệp Quân nhìn cô gái vận áo bào trắng đi đầu, sắc mặt vô cùng căng thẳng, dù người này chỉ là một ảo ảnh, không hề đứng trước mặt hắn ở thực tại, nhưng khi nhìn thấy người đó, lòng hắn vẫn nảy sinh một nỗi bất an cùng với đôi chút, sợ hãi. Sợ hãi? Diệp Quân nắm chặt tay. Điên cuồng đè tia hoảng sợ trong đáy lòng xuống. Nhưng hắn kinh hãi nhận ra, mình không thể đè ép nó xuống được. Hoàn toàn không thể đè xuống được. Không chỉ có thế, nỗi sợ dường như càng ngày càng mãnh liệt hơn. Chuyện gì thế này? Diệp Quân nhăn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, hắn muốn chống cự lại nỗi sợ đó, nhưng càng chống trả, càng sợ hãi. Lúc này, Hiên Viên Lăng cũng đã phát hiện sự bất thường của Diệp Quân. Cô ấy do dự giây lát rồi nhẹ nhàng hỏi thăm, anh sao thế? Diệp Quân trợn mắt nhìn cô gái vận áo bào trắng chòng chọc, đáy mắt đầy kinh ngạc. Hiên Viên Lăng quay đầu nhìn về phía cô gái áo bào trắng, ánh mắt hết sức kinh ngạc. Đúng lúc này, một vị cường giả thần bí sau lưng cô gái áo bào trắng đã lên tiếng, bọn ngươi đã muốn phản kháng thì còn chờ gì nữa? Tới đi! Để ta xem chủ nhân Bút Đại Đạo liệu có thể giúp đỡ các người bảo vệ ngôi sao màu xanh này không. Phía dưới, người đàn ông cầm kiếm vàng đột nhiên cười lớn, các vị, hãy bảo vệ hoa hạ ta. Dứt lời, ông ta chợt xông lên. Sau lưng ông ta, vô số cường giả cũng đồng loạt xông lên theo. Khí thế hừng hực vô song. Ngay trong khoảnh khắc đám cường giả kia xông lên, toàn bộ ảo ảnh chợt mờ đi, sau đó từ từ tan biến. Hai gã cường giả thần bí sau lưng cô gái áo bào trắng cũng trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Nhưng, cô gái đó lại không tan biến. Lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên chậm rãi quay người, nhìn về phía Diệp Quân và Hiên Viên Lăng. Thấy thế, con người Diệp Quân co rút lại, vô thức kéo Hiên Viên Lăng ra sau lưng. Chính trong khoảnh khắc này, tại núi Phản Tịnh, người đàn ông đang quét rác ngẩng lên nhìn chăm chú vào một điểm nào đó. Đáy mắt có khẩn trương, cũng có hưng phấn, như đang mong đợi điều gì. Mà tại một khu dân cư, trước bàn sách, Từ Chân đang ngồi viết lách chờ dừng bút, quay đầu nhìn về một phương,
hai mắt híp lại, không nói một lời, trên đầu ngón tay cô tay, cây bút như có sinh mạng, nhảy nhót xoay tròn liên tục. Trong hư không, cô gái áo bào trắng kia nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, nói, trong người có khí vận vượt trên cả đạo vận. Diệp Quân nhăn mày, không hiểu ý người nọ nói gì. Nhưng lúc này, cô gái áo bào trắng đó chợt hô to, chết. Thân thể Diệp Quân bốc cháy phừng phừng. Một lời trấn áp đại đạo, nói ra là thành hiện thực. Hả? Đúng lúc này, một giọng nói như sấm sét xé không vọng tới, ngay sau đó, một thanh kiếm rạch ngang trời bay đến. Cuộc chiến bất đồng thời không? Khi thanh kiếm kia lao tới trước mặt cô gái áo bào trắng, cô gái đó lạnh nhạt và thờ ơ hô, định. Kiếm bị định tại chỗ. Cô gái áo bào trắng lại nói, vỡ. Rắc. Thanh kiếm chợt nứt vỡ. Kiếm này có tên, Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên vỡ rồi. Diệp Quân đứng bên dưới, trong khi thân thể còn đang hừng hực cháy, nhìn thấy cảnh tượng đó thì càng sững sờ. Kiếm Thanh Huyên vỡ rồi. Cũng vào lúc này, chợt có một tờ giấy đang viết dở dang từ đâu bay tới, nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu hắn, thoáng chốc, ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể hắn chợt tắt ngấm. Diệp Quân đã vã mồ hôi đầy đầu, sắc mặt nhợt nhạt, suýt thì ngã quỵ. Hiên Viên Lăng vội đỡ lấy hắn, run run nói, anh. Diệp Quân không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn chòng chọc vào cô gái áo bào trắng nơi chân trời kia. Phía xa xa, cô gái áo bào trắng không để ý thanh kiếm Thanh Huyên đã biến mất trước mắt mà quay đầu nhìn về một hướng, đó chính là hướng trông về một khu dân cư nọ. Trước bàn đọc sách, Từ Chân lặng lẽ mỉm cười. Cô gái áo bào trắng lạnh nhạt nói, đợi đấy. Dứt lời, cô ta rời mắt, liếc qua phía Diệp Quân một cái rồi quay người, biến mất. Tuế Nguyệt Thông Đạo cũng biến mất. Ở một nơi nào đó, người đàn ông áo trắng lẳng lặng đứng bên hồ, kiếm Thanh Huyên lơ lửng trước mặt ông. Nhìn thanh kiếm đã rạn nứt, người đàn ông áo trắng cau mày, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, vốn định đích thân đến so tài với đối phương một phen nhưng ngẫm kỹ lại, nhớ ra bản thể của đối phương cũng chẳng ở nơi này, bèn thôi. Bấy giờ, một người phụ nữ váy trắng bỗng đi tới, trên tay còn có hai miếng dưa. Người phụ nữ váy trắng chậm rãi bước tới bên cạnh ông, liếc nhìn thanh kiếm lơ lửng trước mặt, nhưng không nói gì, chỉ đưa miếng dưa ra. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, cầm một miếng dưa, cắn một cái rồi cười bảo, ngon lắm. Người phụ nữ váy trắng cũng cười, cầm miếng dưa kia ăn. Người đàn ông áo trắng lại nhìn thanh kiếm Thanh Huyên trước mặt, cong ngón tay bắn vào thân kiếm. Ong! Một tiếng kiếm kêu vang lên, kiếm lại khôi phục như ban đầu. Người đàn ông áo trắng nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, xem ra, cũng đến lúc phải đi rồi. Người phụ nữ váy trắng đứng cạnh ông cũng quay đầu nhìn vào một nơi sâu thẳm trong hư không, ánh mắt tĩnh lặng, không nói lời nào. Trong kiếm tháp, Diệp Quân nằm trong lòng Hiên Viên Lăng, sắc mặt bệch bạc như giấy, vừa rồi, tuy đã được tờ giấy thần bí kia cứu mạng nhưng hắn cũng đã bị trọng thương, hiện giờ chỉ cảm thấy sức lực toàn thân dường như đã bị rút sạch, yếu ớt vô cùng. Hiên Viên Lăng ôm Diệp Quân, bối rối không biết phải làm sao. Cô ấy lo lắng hỏi, anh, không sao chứ? Diệp Quân khẽ lắc đầu, không chết được, nhưng quả thực rất mệt và yếu quá. Hiên Viên Lăng đang muốn nói gì, Hiên Viên Kỳ cùng những người khác trong gia tộc cũng đã tới tầng thứ 9. Thấy được thanh kiếm trong tay Diệp Quân, sắc mặt bọn họ đều trở nên hết sức nặng nề. Hiên Viên Kỳ bước tới trước mặt Diệp Quân và Hiên Viên Lăng, đang định hỏi gì đó, Hiên Viên Lăng đã nói, trước cứ để anh ấy chữa thương xong đã. Hiên Viên Kỳ do dự giây lát rồi gật đầu, cũng phải. Nói đoạn, ông ta cùng đám người kia rời khỏi tháp. Hiên Viên Lăng lấy ra hai viên khí lực đan đưa cho Diệp Quân dùng. Nuốt khí lực đan, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu hấp thu linh khí trong trời đất. Hiện giờ hắn đã bị thương rất nặng, chỉ dựa vào khí lực đan thì không thể đủ, cần tự hấp thu một chút linh khí mới được. Hiên Viên Lăng vẫn ôm lấy Diệp Quân, ánh mắt nhìn hắn vô cùng phức tạp. Thực ra, chính cô ấy cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Cảnh tượng vừa rồi khiến cô ấy hiểu được một điều, thân phận của người đàn ông trước mắt đây tuyệt đối không bình thường. Rốt cuộc anh là ai? Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu, lòng tràn đầy nghi hoặc và buồn bực. Cô ấy cứ ôm Diệp Quân như vậy trong suốt quá trình hắn chữa thương, đến tận tối,
sắc mặt Diệp Quân mới khá lên đôi chút. Diệp Quân chậm rãi mở mắt, Hiên Viên Lăng nhẹ nhàng hỏi, tỉnh rồi. Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng bèn hỏi, không sao chứ? Diệp Quân cười khổ, vẫn còn rất yếu, nhưng đã không còn gì đáng ngại. Nói đoạn, hắn đứng lên. Hiên Viên Lăng cũng định đứng lên theo, nhưng vừa động đậy đã nhíu mày thật sâu, cô ấy giữ nguyên tư thế ôm Diệp Quân từ sáng đến tối, giờ đây, hai chân đã tê cứng. Thấy thế, Diệp Quân bèn cúi người bế cô ấy lên, xuống tầng rời khỏi tháp. Hiên Viên Lăng chỉ liếc nhìn Diệp Quân, không nói gì. Ra khỏi tháp, hai người chạm mặt với đám người Hiên Viên Kỳ vẫn đang chờ ở đó. Hiên Viên Kỳ cùng những người khác đều nhìn họ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc và tò mò. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, thưa bác, hay là thế này, để ngày mai Lăng cô nương sẽ kể lại mọi việc cho mọi người nghe nhé. Hiên Viên Kỳ liếc nhìn Hiên Viên Lăng, gật đầu, được. Dứt lời, ông ta dẫn đám người quanh đó rời khỏi nơi này. Diệp Quân bế Hiên Viên Lăng về phòng, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường rồi hỏi, chân đã đỡ chưa? Hiên Viên Lăng gật đầu. Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, nhẹ nhàng nói, tôi rất xin lỗi về chuyện tối qua, cô đừng giận được không? Hiên Viên Lăng chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Quân, rồi bất chợt, nước mắt cô ấy chảy dài. Theo bản năng, Diệp Quân vươn tay tính lau nước mắt cho cô ấy, nhưng lại nhận ra cô ấy đang đeo khăn che mặt, vì thế, hắn định gỡ tấm khăn xuống, nhưng nửa chừng, tay hắn dừng giữa không trung như thể vừa nghĩ tới điều gì, khăn che mặt này có phải có tác dụng đặc biệt gì không? Ngay từ ban đầu, Hiên Viên Lăng vẫn luôn dùng khăn che mặt như vậy, chưa từng để lộ mặt trước người khác, bởi vậy, Diệp Quân rất tò mò. Hiên Viên Lăng hơi cúi đầu, anh muốn tháo ra thì cứ việc, tôi đâu có ngăn cản. Diệp Quân trầm mặc, lời này làm hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, sao thế? Diệp Quân mỉm cười, không nghĩ ngợi nhiều nữa, tay nhẹ nhàng gỡ tấm khăn che mặt Hiên Viên Lăng xuống. Khi nhìn thấy dung mạo Hiên Viên Lăng, mặc dù hắn đã từng được gặp rất nhiều người đẹp xuất chúng nhưng lúc này cũng không tránh khỏi thất thần. Đẹp quá! Sau lớp khăn che là một dung nhan tuyệt thế, đường nét tinh xảo, da trắng như tuyết, đẹp đẽ hoàn mỹ không một tì vết, không ai có thể so bì. Mặc dù Diệp Quân cũng từng gặp gỡ nhiều người đẹp nhưng lúc này cũng phải ngây người trước vẻ đẹp xuất chúng của Hiên Viên Lăng. Diệp Quân cười bảo, thật xinh đẹp. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, thật chứ? Diệp Quân gật đầu, thật. Khóe miệng Hiên Viên Lăng hơi cong lên rất nhẹ. Diệp Quân lại nói, nhưng cô xinh đẹp đến thế, vì sao cứ luôn phải mang khăn che mặt? Hiên Viên Lăng đáp, ngại phiền. Diệp Quân gật đầu, cười bảo, cũng phải. Quá xinh đẹp chắc chắn sẽ khiến nhiều người theo đuổi. Hiên Viên Lăng nói, sau khi tôi thành niên, anh là người đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của tôi. Diệp Quân sửng sốt, chúng ta là anh em. Hiên Viên Lăng nhìn hắn, hỏi, rồi sẽ có một ngày anh rời khỏi ngôi sao màu xanh này, đúng không? Diệp Quân gật đầu, hẳn cũng sớm thôi. Hiên Viên Lăng lại cụp mắt, trầm mặc hồi lâu, cô ấy ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, anh có thể ở lại nơi này không? Diệp Quân lắc đầu. Nơi này tuy rất tốt nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn không thể ở lại mãi được. Gánh nặng vũ trụ quan huyên vẫn đang là trách nhiệm của hắn. Thấy Diệp Quân lắc đầu, Hiên Viên Lăng siết chặt hai tay, nhìn thẳng vào hắn, Tô Tử thì phải làm sao? Anh muốn dẫn cô ấy cùng đi. Tô Tử. Diệp Quân trầm mặc không đáp. Hiên Viên Lăng nói tiếp, anh đừng nói với tôi rằng anh không biết cô ấy thích anh. Diệp Quân gật đầu, tôi biết. Hiên Viên Lăng chăm chú nhìn hắn, vì thế, anh sẽ mang cô ấy đi theo. Diệp Quân chỉ im lặng. Hiên Viên Lăng bắt đầu tức giận, chẳng lẽ anh định bội tình bạc nghĩa? Cô ấy thích anh đến thế, nếu anh cứ quyết tuyệt rời đi, anh có từng nghĩ tới, cô ấy sẽ thế nào không? Diệp Quân chỉ cười cười không đáp, hắn cầm tay Hiên Viên Lăng bỏ vào trong chăn, dặn cô ấy, ngày hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nói đoạn. Hắn đứng dậy định rời khỏi phòng. Hiên Viên Lăng đột nhiên túm chặt tay hắn kéo lại, tôi muốn biết một vài chuyện cũ của anh. Diệp Quân im lặng nhìn cô ấy. Hiên Viên Lăng hỏi, không thể nói sao. Diệp Quân lắc đầu, tôi sợ cô không tin. Hiên Viên Lăng bèn bảo, anh cứ nói đi. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, tôi thực sự từng ăn thịt rồng, hơn nữa còn từng ăn khá nhiều.
Hiên Viên Lăng nhìn hắn chằm chằm, còn gì nữa? Diệp Quân mỉm cười, vì sao lại muốn biết chuyện của tôi? Hiên Viên Lăng trầm mặc một hồi mới nói, chỉ là muốn biết. Diệp Quân cười bảo, đợi khi nào tôi khôi phục thực lực sẽ nói cho cô biết sau, được chứ? Hiên Viên Lăng liếc nhìn hắn, cũng được, nhưng anh có định đi mà không Từ Dã không? Diệp Quân lắc đầu, không đâu. Hiên Viên Lăng gật đầu, vậy tốt. Diệp Quân đột nhiên lấy thanh kiếm Hiên Viên ra, giây lát sau, kiếm hơi rung động, cùng lúc đó, sức mạnh huyết mạch thần bí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu sôi sục lên. Sắc mặt Diệp Quân trở nên nghiêm nghị, hắn vội thu kiếm vào, nhìn về phía Hiên Viên Lăng, Lăng cô nương, tôi có chuyện này muốn hỏi cô, điều này vô cùng quan trọng với tôi. Hiên Viên Lăng ngạc nhiên, chuyện gì thế? Diệp Quân nói, sức mạnh huyết mạch. Mặt Hiên Viên Lăng bỗng chốc đỏ bừng. Thấy thế, Diệp Quân cười khổ, Lăng cô nương, trong cơ thể tôi cũng có một loại sức mạnh huyết mạch rất thần bí. Khi tôi tới nơi này, sức mạnh huyết mạch của tôi bắt đầu trào dâng lên, đặc biệt là khi tôi nắm thanh kiếm Hiên Viên, tôi luôn cảm thấy, sức mạnh huyết mạch đó sắp sửa thức tỉnh hoàn toàn. Hiên Viên Lăng nhíu mày, anh cũng có sức mạnh huyết mạch. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, tôi thấy có khả năng nó có liên quan gì đến sức mạnh huyết mạch trong cô. Hiên Viên Lăng ngồi phát dậy, anh có thể cho tôi xem sức mạnh huyết mạch trong anh được không? Diệp Quân gật đầu, hắn lấy kiếm Hiên Viên ra, thoáng chốc, luồng sức mạnh huyết mạch kia lại một lần nữa trào dâng. Hắn vươn tay trái nắm tay Hiên Viên Lăng, sau đó dẫn sức mạnh huyết mạch đó tràn sang Hiên Viên Lăng. Vừa tiếp xúc với sức mạnh đó, con người Hiên Viên Lăng đã co rút lại, anh. Diệp Quân hỏi, sao rồi? Hiên Viên Lăng trợn to mắt như không thể tin nổi, đó là huyết mạch Viêm Hoàng. Anh có huyết mạch Viêm Hoàng, lại còn thuần khiết đến thế, sao có thể như vậy được? Diệp Quân nhíu mày, huyết mạch Viêm Hoàng. Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ánh mắt vẫn bàng hoàng không tin nổi, làm sao có thể như thế, anh đâu phải người của ngôi sao màu xanh này, sao lại có huyết mạch Viêm Hoàng được, anh? Diệp Quân trầm giọng đáp, mẹ tôi là người ở ngôi sao màu xanh này. Hiên Viên Lăng ngạc nhiên, mẹ anh là người ở đây. Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng thì thào nói khẽ chẳng trách. Nói đến đó, cô ấy đột nhiên nắm chặt tay Diệp Quân, hưng phấn bảo, anh cũng có huyết mạch Viêm Hoàng, mà huyết mạch Viêm Hoàng của anh còn vô cùng thuần khiết, chí ít cũng phải thức tỉnh 9 phần 10 rồi. Diệp Quân nói, cô cùng có huyết mạch Viêm Hoàng. Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng vậy, huyết mạch của tôi cũng là huyết mạch Viêm Hoàng. Diệp Quân sửng sốt, chúng ta là anh em. Hiên Viên Lăng ngạc nhiên, sau đó gõ đầu hắn một cái, nổi giận nói, nghĩ linh tinh gì đấy, con cháu Hoa Hạ chúng tôi, ai mà chẳng có huyết mạch Viêm Hoàng. Diệp Quân nghi hoặc, là sao? Hiên Viên Lăng cười cười, giải thích, ở Hoa Hạ, mọi người đều là con cháu đời đời của Viêm Hoàng, có điều, rất hiếm trường hợp có thể đánh thức huyết mạch Viêm Hoàng, đặc biệt là sau khi ngôi sao màu xanh tiến vào thời kỳ võ đạo sa sút. Ngay cả gia tộc Hiên Viên chúng tôi cũng cực kỳ ít người có thể thức tỉnh huyết mạch Viêm Hoàng. Nói đến đó, cô ấy dừng một chút mới tiếp tục, hơn nữa, qua vô số năm sinh sôi nảy nở, huyết mạch Viêm Hoàng trong mỗi người cũng khác đi, bởi vì, đây chỉ là một loại sức mạnh mà tổ tiên để lại cho con người, anh có thể gọi nó là huyết mạch Viêm Hoàng, cũng có thể gọi nó là một huyết mạch khác, giống như gia tộc Hiên Viên chúng tôi chẳng hạn, hiện giờ chúng tôi gọi đó là huyết mạch Hiên Viên chứ không phải huyết mạch Viêm Hoàng. Diệp Quân thì thào, ra là thế. Hiên Viên Lăng cười bảo, thì ra anh cũng là người của ngôi sao màu xanh, chẳng trách kiếm này lại thần phục anh. Diệp Quân chỉ cười cười không nói. Mẹ hắn, Tần Quan, cũng là người Hoa Hạ, tất nhiên hắn cũng được coi là một nửa người Hoa Hạ. Chợt nhớ tới điều gì, Diệp Quân lại hỏi, tôi có thể thử xem huyết mạch của cô không? Nhưng hắn vừa nói thế, Hiên Viên Lăng đã lập tức đỏ mặt. Nổi giận trừng mắt với hắn một cái. Diệp Quân cười khổ. Xem thử huyết mạch mà thôi, sao lại tỏ thái độ như thế chứ? Hiên Viên Lăng bỗng hạ giọng hỏi nhỏ, anh thực sự muốn xem? Diệp Quân không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. Hiên Viên Lăng đột nhiên kéo hắn lên giường, đè hắn nằm xuống, mặt đỏ như giáng chiều. Diệp Quân lập tức khẩn trương hẳn lên. Ủa gì? Tôi chỉ muốn xem huyết mạch của cô. Cô, lại thèm muốn thân thể tôi. Đè Diệp Quân xuống giường,
Hiên Viên Lăng hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, cô ấy nhanh chóng nắm chặt hai tay, trong tích tắc, huyết mạch trong cô ấy đột nhiên sôi trào. Và cũng trong tích tắc này, quần áo trên người cô ấy cũng hóa thành tro tàn. Đầu óc Diệp Quân đột nhiên trống rỗng. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao thấy mình nhắc tới chuyện muốn xem huyết mạch, Hiên Viên Lăng lại thẹn thùng như thế. Thì ra là thế này. Diệp Quân vội kéo chăn che cho Hiên Viên Lăng, nhưng vào lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên cúi người xuống, áp lên người hắn, run run nói, đừng nhúc nhích, cẩn thận cảm thụ đi. Nói xong, trên người cô ấy bỗng tràn ra một tia sức mạnh rất mỏng. Đó là sức mạnh huyết mạch. Diệp Quân cảm thụ tia sức mạnh huyết mạch đó. Rồi hắn nhanh chóng nhận ra, vừa rồi Hiên Viên Lăng có nói huyết mạch của hai người là tương đồng, nhưng thực tế chúng lại bất đồng, hơn nữa, sức mạnh huyết mạch trong cô ấy rất yếu ớt. Lúc này, Hiên Viên Lăng bỗng ghé sát lỗ tai hắn, run rẩy hỏi, cảm nhận được chưa? Không chỉ giọng nói run lên mà cả thân thể cũng hơi run run. Diệp Quân không đẩy cô ấy ra, hắn kéo chăn, đắp lên cho hai người, do dự một chút, hắn vòng tay bên hông cô ấy. Cảm giác nhẵn nhụi mềm mại dưới tay khiến hắn thoáng rung động trong lòng. Vào giây phút này, Hiên Viên Lăng càng khẩn trương hơn. Cô ấy thẹn thùng vùi đầu vào cạnh đầu Diệp Quân, không dám nhìn hắn. Diệp Quân vô thức lần tay từ thắt lưng xuống dưới. Thân thể Hiên Viên Lăng càng run rẩy dữ dội, không. Một tiếng, không, đủ khiến Diệp Quân tỉnh táo trở lại. Mình làm gì thế này? Diệp Quân vội đặt Hiên Viên Lăng sang bên cạnh, đắp kín cho cô ấy, sau đó hắn xuống khỏi giường, đi vào trong nhà vệ sinh, xối nước lạnh một lúc, đầu óc trở nên thanh tỉnh hẳn. Diệp Quân nhìn mình trong gương, cười cười tự giễu. Không có tu vi, thậm chí ngay cả dục niệm trong lòng mình cũng không áp chế được. Phải nói thật lòng rằng mình thực sự quá kém cỏi. Không có tu vi áp chế, tâm cảnh của mình hình như cũng chỉ có thế thôi. Diệp Quân nhắm mắt, không thể không nói. Lần này tới hệ Ngân Hà, tu vi bị áp chế, hắn mới thấy được nhiều khiếm khuyết của bản thân. Không chỉ có tạp niệm quá nhiều mà tâm cảnh cũng có vấn đề. Diệp Quân hít sâu một hơi, ra khỏi phòng vệ sinh, Hiên Viên Lăng vẫn còn trên giường, vừa rồi, khi Diệp Quân nhảy khỏi giường, cô ấy như đã chết sững. Diệp Quân nghiêm túc nói, Lăng cô nương, tôi rất xin lỗi về chuyện vừa rồi. Nói xong, hắn lấy kiếm Hiên Viên ra, đặt lên bàn. Thanh kiếm này là chí bảo của gia tộc Hiên Viên, tôi không có mặt mũi nào mang đi được, hiện giờ xin trả lại cho gia tộc Hiên Viên. Nói đến đó, hắn quay đầu rời đi. Diệp Quân đi rồi, Hiên Viên Lăng nhìn thanh kiếm Hiên Viêm trước mắt, trái tim như bị khoét rỗng. Rời khỏi gia tộc Hiên Viên, Diệp Quân bảo tài xế của Hiên Viên Lăng đưa mình về Yến Kinh. Trên đường phố, Diệp Quân thong thả bước đi. Tuy hiện giờ đã khuya nhưng đường phố Yến Kinh vẫn rất náo nhiệt. Đối với người thường, tan làm, đi ăn chút đồ nướng, uống ly rượu, chém gió với nhau vài câu, đây chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong ngày của họ. Chợt nghĩ đến điều gì, Diệp Quân vội lấy điện thoại ra, bấm số của Tô Tử. Gần như ngay lập tức, bên kia đã nhận máy, giọng Tô Tử vang lên trong loa, tôi còn tưởng anh quên tôi rồi chứ. Nghe thấy giọng cô ấy. Diệp Quân thoáng mỉm cười, tôi rất nhớ cô. Đầu bên kia, Tô Tử trầm mặc một lát mới nói, tôi cũng vậy. Diệp Quân cười hỏi, có bận không? Tô Tử nhẹ nhàng nói, bận, dự án mới vừa bắt đầu, còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Diệp Quân mỉm cười, vậy cô bận việc trước đi. Tô Tử do dự giây lát rồi hỏi, vừa gặp chuyện gì sao? Diệp Quân cười cười, không, cô đừng làm việc khuya quá, phải nghỉ sớm đó. Tô Tử đáp, được. Diệp Quân cúp điện thoại, đi về một hướng. Hắn nhanh chóng đi tới góc đường, nơi này rất hẻo lánh, tối tăm, có rất ít người qua lại. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Quân xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người này chính là vị cường giả tông sư của vị Lai Tông từng tấn công hắn lần trước. Diệp Quân nhìn vị cường giả tông sư kia, khẽ cười một tiếng, ông vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nhỉ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, cậu cố ý dẫn tôi tới đây. Diệp Quân đang định nói gì, người đàn ông trung niên đã xoay người lao vụt đi, thoáng chốc đã biến mất ở cách đó không xa. Diệp Quân sửng sốt. Chạy luôn à? Cái quỷ gì thế? Quả thực,
hành vi của đối phương đã khiến hắn kinh ngạc không thôi. Nhận thấy tình hình không ổn liền chạy luôn. Đầu óc đám người của ngôi sao màu xanh này đều nhanh nhạy như vậy. Một lúc sau, Diệp Quân lắc đầu, không biết phải nói gì, vốn định dùng kiếm khí trấn áp và giết đối phương, ai ngờ đối phương quá cảnh giác, chuồn nhanh như vậy. Diệp Quân rời khỏi góc tối, đi ra đường chính, dạo quanh phố phường, đi tới cầu vượt. Cha và cô từng tới nơi này, hắn cũng muốn tới đây thử vận may, chỉ tiếc, vẫn không thấy được hai người. Từ Chân hôm nay có tới. Cô ta vận bộ váy dài màu vàng nhạt, tóc xõa vai, dung nhan tuyệt mỹ. Trước mặt cô ta có bày mấy cuốn sách. Người qua người lại, ai đi ngang cũng phải ghé mắt nhìn Từ Chân giây lát, bởi vì cô ta thật sự quá đẹp. Trên cây cầu vượt này, Từ Chân chính là một cảnh quan, đẹp mắt nhất. Thấy Diệp Quân đi tới, Từ Chân chỉ mỉm cười. Diệp Quân ngồi xuống cạnh Từ Chân, chào Chân tỷ. Từ Chân liếc nhìn hắn một cái, trông cậu có vẻ không được vui nhỉ. Diệp Quân nghiêm túc bảo, Chân tỷ, tỷ biết Tuế Nguyệt nghịch lưu giả không? Từ Chân gật đầu, biết. Diệp Quân vội hỏi, đã từng đấu với bọn chúng chưa? Từ Chân vẫn gật đầu. Diệp Quân trầm giọng, đây là hạng người thế nào? Từ Chân cười bảo, một đám nằm ngoài trật tự, nhưng lại ở trong đạo. Diệp Quân nghi hoặc, ở ngoài trật tự, lại ở trong đạo. Từ Chân gật đầu, có thể trở thành Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đều phải là những người mạnh nhất ở các thời đại, thực lực thông thiên, tự thân đã vượt qua được trật tự, đánh vỡ tất cả những trật tự và quy tắc ràng buộc trong trời đất và vũ trụ, vượt trên tất cả, đương nhiên, bọn họ chỉ vượt trên trật tự và quy tắc, không thể vượt trên đạo. Diệp Quân trầm ngâm, đã đạt tới trình độ đó, bọn họ còn muốn tấn công ngôi sao màu xanh này làm gì? Từ Chân cười bảo, bọn họ rất mạnh, nhưng không phải không có kẻ địch. Diệp Quân nhìn Từ Chân, là chủ nhân bút đại đạo. Từ Chân lắc đầu, không phải, là đại đạo sau lưng chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân nheo mắt, đại đạo là một thứ cụ thể sao? Từ Chân gật đầu, phải. Chủ nhân bút đại đạo có thể thành lập quy tắc và trật tự là vì ông ta nhận được sự ủng hộ của đại đạo, ông ta chính là người hiểu rõ nhất sự tồn tại của đại đạo trên thế giới. Có thể nói, ông ta chính là người phát ngôn của đại đạo ở nhân gian. Diệp Quân lại bảo, cho nên, kẻ địch của đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả kia chính là chủ nhân bút đại đạo và đại đạo. Từ Chân gật đầu, hai bên như nước với lửa, đánh với nhau từ kỷ nguyên thượng cổ xa xôi đến giờ, bởi vì mâu thuẫn giữa bọn họ là không thể điều tiết. Diệp Quân đột nhiên hỏi, vũ trụ kiếp là dạng tồn tại thế nào? Từ Chân đáp, cũng là đại đạo. Diệp Quân sửng sốt. Từ Chân cười bảo, vũ trụ chính là một phần của đạo, cậu có thể hiểu là, vũ trụ kiếp là mặt ác của đại đạo, đương nhiên, đối với vũ trụ kiếp không tính là ác, nhưng đối với chúng sinh mà nói, vũ trụ kiếp tất nhiên là ác, hai bên có lập trường không giống nhau thôi. Diệp Quân liếc nhìn Từ Chân, nói vậy, tỷ cũng là nghịch lưu giả. Từ Chân lắc đầu cười cười, ta thì không phải. Diệp Quân nghi hoặc, nhưng tỷ đang ở đấy đối kháng với vũ trụ kiếp. Từ Chân quay đầu nhìn Diệp Quân, trên thế giới có rất rất nhiều chuyện khiến người ta bất đắc dĩ. Diệp Quân trầm giọng, Chân tỷ, ta có mấy người thân, thực lực nghịch thiên, nếu đồng loạt hợp tác với tỷ để ra tay thì có thể giải quyết vũ trụ kiếp không? Từ Chân lắc đầu. Diệp Quân nghiêm túc nhấn mạnh, bọn họ thực sự rất mạnh. Từ Chân mỉm cười, có mạnh đến đâu cũng không được. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Từ Chân chớp mắt, thực ra. Nếu ta muốn, ta có thể hủy diệt vũ trụ kiếp bất cứ lúc nào. Diệp Quân trầm giọng, nhưng không thể hủy diệt. Từ Chân gật đầu, nó là một phần của đại đạo, hủy diệt nó chẳng khác gì hủy diệt đại đạo, mà một khi hủy diệt đại đạo, trừ một số người có thực lực thông thiên, tức là những cường giả vượt ngoài đạo ấy, thì chúng sinh đều phải chết, bởi vì, chúng sinh cũng là một bộ phận của đạo. Diệp Quân nặng nề hỏi, thế còn đám nghịch lưu giả kia? Từ Chân cười bảo, đại đạo bị hủy diệt, bọn họ lại sẽ không hủy diệt. Những người này đã từng dựa vào tài nguyên trong đất trời để làm mình trở nên mạnh hơn, khi đạt tới một trình độ nhất định, đất trời này sẽ trở thành mối ràng buộc với họ, vì thế, bọn họ sẽ muốn siêu thoát khỏi đất trời. Sau khi siêu thoát khỏi đất trời, đại đạo lại trở thành ràng buộc của họ, vì vậy, họ sẽ lại vượt qua đại đạo. Đến cuối cùng, vượt qua cũng không đủ, vì chỉ cần có đại đạo ở đó. Đối với họ mà nói vẫn là một mối đe dọa,
đồng thời còn áp chế thọ mệnh của họ, khiến họ không thể được sống mãi, vì thế, họ càng muốn hủy diệt đại đạo. Nói đến đó, cô ta dừng lại giây lát mới tiếp tục, chúng sinh hủy diệt rồi, cuối cùng, bọn họ có thể đạt tới mục đích, được sống vĩnh hằng. Đương nhiên, chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ cậu sẽ biết thôi. Diệp Quân trầm ngâm một lát rồi hỏi, đại đạo muốn hủy diệt chúng sinh, những nghịch lưu giả này cũng muốn hủy diệt chúng sinh. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, cách nào thì chúng sinh cũng đều phải chết. Từ Chân cười bảo, hệ Ngân Hà có câu, hưng thịnh, trăm họ khổ, suy vong, trăm họ cũng khổ. Ở thời cổ đại, đối với đám người nắm quyền, nhân dân trăm họ chỉ là công cụ để chúng tranh quyền đoạt lợi, mà lợi ích của người dân trăm họ, được mấy kẻ nắm quyền quan tâm tới. Diệp Quân khe khẽ thở dài. Từ Chân chỉ lặng lẽ mỉm cười. Diệp Quân đột nhiên ngẩng lên nhìn cô ta, tôi có thể thay đổi điều đó không? Từ Chân quay đầu nhìn hắn, cậu muốn thay đổi. Diệp Quân nhìn thẳng vào mắt Từ Chân, phải. Từ Chân cũng nhìn chằm chằm vào hắn, cậu có chắc không? Diệp Quân gật đầu, ta có thể thử, Chân tỷ, ta nên làm thế nào? Từ Chân đáp, một chữ thôi, giết. Diệp Quân sửng sốt. Từ Chân cười bảo, giết cho đám nghịch lưu giả tuyệt diệt, giết cho đại đạo cúi đầu thần phục, giết cho vị lai giả không người dám xưng thần, giết cho thế gian không người dám nói vô địch, xây dựng trật tự, chấp chưởng càn khôn, trấn áp tất cả, cậu nói một, không ai dám nói hai. Trên cầu vượt, nghe xong những điều Từ Chân nói, Diệp Quân chậm rãi siết chặt nắm tay. Vô địch một cách chân chính, trấn áp tất cả. Chỉ có như vậy mới có thể xây dựng lại trật tự. Chưa nói đến làm, chỉ mới nghĩ tới thôi, hắn đã thấy áp lực nặng nề. Hắn biết, chỉ cần hắn thực sự đi lên con đường này, từ nay về sau, hắn lại phải quay về cuộc sống bi thảm như trước đây. Mỗi ngày đều đối mặt với những ván cờ cao cấp nhất. Từ Chân nhìn hắn, cười hỏi, thấy áp lực lắm à? Diệp Quân gật đầu. Từ Chân mỉm cười, có áp lực là chuyện thường. Ta cũng từng có ý niệm này trong đầu, nhưng sau đó ngẫm lại, vẫn nên bỏ đi vậy. Bởi vì như thế sẽ mệt chết đi. Hơn nữa, ta cũng đã không thể làm vậy. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Từ Chân cười nói, thần tính và nhân tính trong ta, mỗi cái chiếm một nửa. Nếu ta thực sự làm vậy, cuối cùng, thần tính sẽ hoàn toàn áp chế nhân tính, đến khi ấy, ta sẽ lại thành kẻ địch lớn nhất của vũ trụ này. Diệp Quân trầm ngâm. Nếu ta đi làm, sau này thần tính của ta. Từ Chân cười nói, cậu của bây giờ, nhân tính áp chế hoàn toàn thần tính, đi được đến bước này vẫn có thể bảo trì hoàn chỉnh nhân tính như thế là rất hiếm có. Có thể thấy được, trong lòng cậu, người thân quan trọng hơn đại đạo của mình. Diệp Quân chỉ cười cười, không nói. Từ Chân nhìn hắn, cho nên, cậu có muốn đi làm không? Diệp Quân gật đầu, làm, ta không có đường lui. Từ Chân chớp mắt, cười bảo, quả thực không có đường lui, đợi khi con trai cậu trở thành thần chủ của chân vũ trụ, khi ấy, chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đều là con dân của cậu, cả ngôi sao màu xanh này nữa, nơi này cũng là địa bàn của cậu, dù cậu không đi đối đầu với bọn chúng cũng sẽ tới giết cậu. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Không có đường lui. Thân phận của hắn đã ấn định Diệp Quân hắn không thể trở thành một người bình thường, đương nhiên. Hắn cũng không muốn làm một người thường. Sinh ra làm người, sao có thể tầm thường suốt đời? Ông nội có thể vô địch, cha có thể vô địch, cô có thể vô địch, ngay cả đại bá cũng có thể đến được ngưỡng vô địch. Mình, vì sao lại không thể? Vô địch, trấn áp tất cả. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt, Diệp Quân hắn đây, sẽ không yếu kém hơn các bậc cha chú. Từ Chân liếc nhìn Diệp Quân, mỉm cười. Ngay lúc này, chợt có một người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Quân và Từ Chân. Người này thoạt nhìn chừng ngoài 20 tuổi, tóc vuốt ngược ra sau, diện mạo tuy không phải đặc biệt tuấn tú nhưng cũng không xấu, gọi là trông cũng tạm được. Tay người này còn cầm một bó hồng rất to. Diệp Quân liếc nhìn người vừa tới, hắn không hề bất ngờ, bởi vì Từ Chân xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi là chuyện dễ hiểu. Người đàn ông kia đưa bó hồng cho Từ Chân. Nhìn cô ta bằng ánh mắt si tình, cô Từ Chân, tôi. Từ Chân đột nhiên kéo tay Diệp Quân, chớp chớp mắt, nói, đây là bạn trai tôi. Bạn trai. Vừa nghe Từ Chân nói thế,
không chỉ người đàn ông kia sửng sốt mà toàn bộ những người bán hàng rong trên cầu vượt đều ngây ra. Từ Chân có bạn trai. Diệp Quân cũng hơi sững sờ, quay đầu nhìn Từ Chân, thấy Từ Chân đang nhìn mình, khóe miệng hơi cong lên. Người đàn ông kia la lên, cô Từ Chân, người này nhìn là biết một gã ăn bám, cô chớ có bị vẻ ngoài của nó mê hoặc. Diệp Quân bất mãn bảo, này người anh em, nói chuyện kiểu gì thế? Người đàn ông nọ nhìn Diệp Quân, cả giận nói, tôi nói sai chỗ nào à? Anh trừ mỗi cái mặt đẹp ra thì còn có ưu điểm gì? Diệp Quân bình thản nói, tôi khỏe. Mẹ nó! Người đàn ông kia chỉ tay vào Diệp Quân, nổi giận đùng đùng, anh, thật không biết xấu hổ. Từ Chân bỗng thu gom hết sách trước mặt, cười bảo, dọn quầy đây. Nói xong, cô ta kéo Diệp Quân rời khỏi đó. Người đàn ông kia vội vã chắn đường hai người, tận tình khuyên bảo, cô Từ Chân à, cô chớ bị lời ngon tiếng ngọt của người này lừa nhé, tôi trông anh ta không thể cho cô tương lai đâu. Từ Chân chớp mắt nhìn, tôi có rồi. Hả? Người đàn ông kia ngây ra, có gì cơ? Từ Chân nghiêm túc nói, có em bé. Diệp Quân. Người kia cứng đờ cả mặt, trợn mắt như không tin nổi. Từ Chân không nói gì thêm, tiếp tục kéo Diệp Quân đi mất. Xuống dưới cầu vượt, Diệp Quân nhìn Từ Chân, Từ Chân cười bảo, con của tiểu thụ cũng là con của ta, không chỉ có con của tiểu thụ là của ta mà cả cậu cũng là của ta. Diệp Quân ngập ngừng nói, cái đó. Từ Chân cười bảo, mọi thứ của bốn tỷ muội ta đều là của chung, cậu có ý kiến gì? Diệp Quân trầm mặc, nếu tỷ đã nói thế, ta đây đương nhiên không có ý kiến. Ngang qua sạp đồ nướng, Từ Chân mua một bọc to, trở về nhà, cô ta vội vã lấy ra mấy bình rượu đế. Thấy thế, đầu Diệp Quân đã bắt đầu đau, Chân tỷ, không cần phải uống rượu, tỷ muốn hỏi cái gì, ta sẽ nói hết cho tỷ. Từ Chân lắc đầu, uống say mới nói thật được. Diệp Quân không biết phải nói sao. Từ Chân mở một bình rượu đưa cho Diệp Quân, nói có lẽ ta sắp phải đi rồi. Diệp Quân sửng sốt, đi. Từ Chân gật đầu, sách của ta sắp viết xong, viết đến cái kết là sẽ phải rời khỏi nơi này. Diệp Quân hỏi, đi trấn áp Vũ Trụ Kiếp. Từ Chân cười nói, đúng thế. Diệp Quân còn muốn nói gì đó, Từ Chân đã ngăn lại, nào, uống rượu đi. Diệp Quân liếc nhìn cô ta, uống vài hơi, rượu này vẫn mạnh như rượu lần trước, nhưng lần này hắn đã bắt đầu quen. Từ Chân nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, thực lực hiện nay của cậu thực ra cũng khá, nhưng nếu để chống lại đám nghịch lưu giả này thì chỉ có khả năng bị treo lên mà đánh không thể chống trả thôi. Diệp Quân cũng thở dài khe khẽ, ta còn tưởng đối thủ của ta cùng lắm chỉ có Vĩnh Sinh Đại Đế, nhưng đến giờ, Vĩnh Sinh Đại Đế còn chưa giải quyết được, lại thấy mọc ra đám nghịch lưu giả này. Nói đến đó, hắn lắc đầu, ta đang hoài nghi mình bị chủ nhân bút đại đạo chơi khăm. Chủ nhân bút đại đạo. Từ Chân cười bảo, ông ta không ghim cậu đâu, cục diện hiện nay của cậu là do thân phận của cậu gây nên thôi. Diệp Quân sửa, là lập trường. Từ Chân gật đầu, lập trường của cậu quyết định cậu sẽ thành kẻ địch với ai. Diệp Quân trầm mặc. Từ Chân lại nói, ta sắp phải đi, nhưng còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn toàn yên tâm. Diệp Quân nhìn cô ta, Từ Chân cười nói, chính là ba đứa nhỏ kia, trong đó, làm ta không yên tâm nhất chính là Từ Nhu, muội ấy hay nghĩ nhiều, lời của ta, muội ấy cũng chỉ biết nghe có chọn lọc, ta sợ ta đi rồi, muội ấy lại gây ra những chuyện không hay. Diệp Quân chau mày, Chân tỷ, chẳng lẽ tỷ định hy sinh bản thân trấn áp Vũ Trụ Kiếp đấy à? Từ Chân chớp mắt nhìn hắn, cậu thấy sao? Diệp Quân nhìn Từ Chân, một lúc sau, hắn nghiêm túc đáp, bất kể thế nào, ta hy vọng tỷ có thể an lành. Từ Chân mỉm cười không nói, chỉ cần bình rượu cụng vào bình của Diệp Quân một cái rồi ngửa cổ uống vài hớp. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, Chân tỷ, tu vi của tỷ chẳng phải đã bị phong ấn sao? Từ Chân vội gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân hỏi, vậy vì sao tỷ uống nhiều thế mà không say? Từ Chân nghiêm túc đáp, tử lượng của ta rất khá. Diệp Quân cười hỏi, tỷ từng uống say bao giờ chưa? Từ Chân chỉ chớp chớp mắt, không nói. Diệp Quân lại cười, tỷ có thể thử uống say một lần, cái cảm giác đó thực ra cũng rất được. Từ Chân ngạc nhiên, thật à? Diệp Quân gật đầu, thật. Từ Chân suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thử xem. Nói đoạn, cô ta cầm bình rượu lên,
ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Diệp Quân cười cười, cũng uống một ngụm, rượu này mặc dù uống vào hơi ngấm men, nhưng sau khi ngấm men lại có cảm giác khá được, cái gì cũng dám nói. Từ Chân ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, không bao lâu sau, Diệp Quân bắt đầu thấy choáng váng. Mà Từ Chân vì không dùng sức mạnh áp chế nên uống một hồi, mặt cô ta cũng đỏ bừng lên, trông có vẻ đã ngấm men say. Sau khi ngấm cồn, nội dung trò chuyện của hai người cũng càng ngày càng không kiêng dè gì. Có đôi khi, người ta cũng cần say một lần trong đời. Diệp Quân đột nhiên hỏi, Chân tỷ, hỏi tỷ câu này. Từ Chân gật đầu, được. Diệp Quân hỏi, tỷ có từng thích ai chưa? Từ Chân quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, chớp chớp mắt, đàn ông. Diệp Quân gật đầu. Từ Chân lắc đầu, không có ai. Diệp Quân lại hỏi, vậy tỷ thích kiểu người thế nào? Từ Chân trầm ngâm một lát rồi đáp, chưa từng nghĩ tới. Diệp Quân khó hiểu, vì sao chưa từng nghĩ tới? Từ Chân cười bảo, vì ta có rất nhiều chuyện cần làm. Diệp Quân lại nói, vậy giờ tỷ thử nghĩ xem. Từ Chân lại trầm tư một lát, đáp ta thấy cậu cũng rất tốt. Diệp Quân ngạc nhiên, ta à? Từ Chân gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy. Diệp Quân chớp mắt, ngại ngùng nói, cái đó, ta chỉ trông hơi đẹp trai chút, cũng coi như có tiền, gia thế cũng tạm, trừ những cái đó, ta cũng không có nhiều ưu điểm lắm. Từ Chân đột nhiên vươn tay nhéo má Diệp Quân, cười bảo, da mặt cậu đã trở nên dày hơn rồi này. Diệp Quân cười cười, Chân tỷ, ta biết tỷ chỉ trêu ta cho vui. Cường giả cấp bậc cao như tỷ, sẽ không bao giờ có hứng thú với loại người thực lực yếu kém như ta. Nếu không nhờ tiểu thụ và tiểu kính, ta đối với tỷ có lẽ chẳng khác gì một người qua đường. Từ Chân mỉm cười, chẳng trách tiểu nhu nói cậu rất ngốc. Diệp Quân sửng sốt. Từ Chân lại uống nửa bình rượu, sau đó nói, đổi một góc độ khác để nghĩ về vấn đề này đi. Ví dụ như thân phận của cậu cùng thực lực đều vượt xa Tô Tử cô nương kia, nhưng liệu cậu có vì thế mà không thích cô ấy chăng? Diệp Quân lắc đầu, không đâu. Từ Chân cười nói, ta chưa bao giờ nhìn vào thân phận hay thực lực gì đó, nếu để kết bạn, yêu đương mà trước hết phải xem thân phận, xét thực lực thì còn gì là thú vị nữa. Hơn nữa, ta đây vốn là vô địch, ta cần thêm một người đàn ông thật mạnh ở bên sao. Nói đến đó, cô ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi việc cứ để tùy tâm, thích gì làm nấy, chỉ đơn giản thế thôi. Diệp Quân trầm mặc. Từ Chân lại nói, đương nhiên, như cậu mới nói. Ta để mắt đến cậu đúng là vì bọn tiểu thụ, cậu là người đàn ông của mấy đứa nó, trong suy nghĩ của ta, như vậy cậu cũng là người của ta, à, nói đúng ra là người thân của ta. Hơn nữa, ở bên cạnh cậu có cảm giác rất tốt. Nói đoạn, cô ta nhìn sang phía Diệp Quân, cười bảo, cậu đó, có đôi khi cứ thích nghĩ linh tinh. Diệp Quân ngẫm lại, rồi thấp giọng thở dài, cảnh giới của ta kém tỷ nhiều quá. Từ Chân cười bảo, bình thường mà. Bởi vì cậu còn quá trẻ, ta ở tầm tuổi cậu cũng chẳng làm được tốt như cậu đâu. Thực ra, ta không quá tán thành phương thức giáo dục của cha cậu dùng cho cậu. Diệp Quân nhìn Từ Chân, cô ta mỉm cười, có nhiều bậc cha mẹ mong con mình trở nên xuất sắc, do đó luôn đề ra các yêu cầu, lấy danh nghĩa là vì con, nhưng thực tế, bọn họ chưa từng thử nghĩ lại, khi bọn họ ở tuổi đó, có lẽ còn xa mới bằng con mình hiện giờ. Những chuyện bọn họ không làm được ở tuổi đó lại đi yêu cầu con mình phải làm được, loại hành vi này thật tình không tốt lắm. Diệp Quân trầm mặc. Từ Chân nhìn Diệp Quân, nói tiếp ta cảm thấy cậu rất tốt, rất xuất chúng, là bởi vì mỗi khi ở cạnh nhau như thế này, ta chưa bao giờ lấy góc độ của người có thực lực mạnh như ta lúc này để xem cậu, ta dùng một góc độ bình đẳng nhìn cậu, ví dụ như, chính ta lúc 19 tuổi, khi ấy ta cũng chỉ là một đại tỷ của thôn Thạch mà thôi. Bất kể tâm tính hay thực lực, ta ở tuổi đó thực sự không chắc đã tốt hơn cậu. Diệp Quân hơi cúi đầu, im lặng. Từ Chân lại ngẩng lên, nhìn vào tinh không, khẽ nói, này nhóc, nếu có một ngày ta không còn ở đây, cậu phải giúp ta chăm sóc ba muội ấy nhé. Nghe vậy, Diệp Quân chợt thấy căng thẳng trong lòng, vội kéo Từ Chân, Chân tỷ. Từ Chân nhoẻn cười, giỡn thôi mà. Phương thức cảm ơn thuần khiết. Nói giỡn thôi. Nghe Từ Chân nói thế, không biết vì sao, lòng Diệp Quân chợt dâng lên một niềm bất an, hắn lờ mờ cảm thấy, Chân tỷ có lẽ tính làm chuyện gì đó không tốt. Lúc này, Từ Chân chợt nhấc bình rượu,
nhẹ nhàng cụng vào bình của hắn rồi giục uống nào. Nói xong, cô ta uống một hơi cạn sạch. Diệp Quân liếc nhìn Từ Chân rồi cũng dốc bình ngửa cổ uống cạn. Hai người đều đã uống đến đỏ bừng mặt, đặc biệt là Từ Chân, gương mặt kia ửng lên như dáng chiều, xinh đẹp vô ngần. Nhìn Từ Chân, Diệp Quân chợt mỉm cười, khen một câu xuất phát từ đáy lòng, Chân tỷ, tỷ thật là xinh đẹp. Nghe Diệp Quân nói thế, Từ Chân bèn quay đầu nhìn về phía hắn, cười mà như không cười. Diệp Quân mỉm cười, sắc mặt tự nhiên, hắn thật sự không có ý gì khác. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Diệp Quân, Từ Chân cũng cười cười theo. Diệp Quân bỗng nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt, Chân tỷ, trong thời gian này, tỷ có thể chỉ dạy võ đạo cho ta không? Hắn biết, một ngày rời khỏi hệ Ngân Hà, chắc chắn sẽ có vô số cuộc ác chiến chờ hắn. Vĩnh sinh đại đế, vũ trụ kiếp, tuế nguyệt nghịch lưu giả, cùng với những nguy hiểm chưa biết tên. Hiện giờ, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai, nếu không, một khi đại chiến tới, mình sẽ bị người ta đánh cho không có sức chống đỡ. Từ Chân gật đầu, ban ngày ta phải viết sách, buổi tối cậu có thể tới chỗ ta, có gì không biết, ta có thể dạy cho. Nói xong, cô ta cũng từ từ nằm xuống. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn sang Từ Chân, cảm nhận được ánh mắt Diệp Quân, Từ Chân cũng ngoảnh qua. Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quân nghiêng người, dướn tới hôn lên đôi môi mềm mại của Từ Chân. Từ Chân trợn to mắt, dường như không kịp định thần. Một giây, Diệp Quân đã tách ra, nhìn Từ Chân vẫn còn đang ngây dại, hắn mỉm cười, đây là một phương thức cảm ơn đặc thù của hệ Ngân Hà, không có ý gì khác. Từ Chân nhìn Diệp Quân, mắt chớp chớp, không nói một lời, nhưng trong lòng vô cùng nghi hoặc, hệ Ngân Hà thực sự có phương thức cảm ơn đặc thù này sao? Nhìn dung nhan tuyệt mỹ gần ngay trong gang tấc, Diệp Quân không kìm lòng được, lại khẽ hôn một cái, nói cảm ơn thêm chút nữa. Nói đoạn, hắn ngả người nhắm mắt, ngủ. Từ Chân vẫn chằm chằm nhìn Diệp Quân, nhưng lúc này, Diệp Quân đã ngủ rồi. Hồi lâu sau, cô ta mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt. Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Diệp Quân đã tỉnh dậy, nhận ra điều bất thường, hắn quay người sang. Thấy Từ Chân lại ngủ trong lòng mình, đầu gối lên cánh tay hắn. Từ Chân đang co người nằm trong lòng hắn, nửa người áp sát bên người hắn, mềm mại ấm áp vô cùng. Máu trong huyết quản Diệp Quân như sôi lên. Xong, thoáng chốc hắn đã chân áp được. Diệp Quân cười cười, chậm rãi nhắm mắt, hơi men tối qua còn chưa tan hết, hiện giờ hắn vẫn thấy choáng váng đầu óc. Tuế nguyệt nghịch lưu giả. Trong đầu hắn chợt hiện ra bóng dáng cô gái áo bào trắng hôm qua. Hai bên vừa gặp mặt, không cần nói bất kỳ một câu thừa thãi nào, lập tức ra tay. Hắn là vua của vũ trụ Quan Huyên, có rất nhiều khi, dù hắn không đụng đến ai nhưng người ta cũng sẽ tự tới gây hấn với hắn. Thực lực, thời gian của mình thực sự không còn nhiều. Hiện giờ kiếm đạo của hắn đã tăng cao nhiều lần, nếu khôi phục thực lực, không bị áp chế. Vĩnh sinh đại đế chắc chắn đã không còn là đối thủ của hắn, nhưng hắn biết, như thế còn xa mới đủ, bởi vì kẻ địch có lẽ cũng sẽ thăng cấp. Đại đế. Phải tìm biện pháp đạt được cảnh giới đại đế. Đương nhiên, cảnh giới đại đế cũng còn chưa đủ cao, bởi vì tiếp theo, rất có thể có những đối thủ như vũ trụ kiếp, tuế nguyệt nghịch lưu giả hoặc một vài kẻ địch chưa rõ. Thời gian của mình thực sự không có nhiều lắm. Sắc mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm nghị. Bởi hắn biết, mình không thể cứ mãi dựa vào An Tiền Bối cùng những người khác. Đúng lúc này, Từ Chân đang nằm trong lòng hắn đột nhiên cử động. Diệp Quân dứt khỏi dòng suy tư, cúi đầu nhìn Từ Chân, Từ Chân chậm rãi mở mắt, nhìn lên phía Diệp Quân, bốn mắt chạm nhau. Từ Chân mỉm cười, vùi đầu vào ngực hắn, nói, thì ra vòng tay của đàn ông là như thế sao? Diệp Quân cũng cười cười, tay phải ôm lấy vai Từ Chân. Từ Chân ngẩng lên nhìn Diệp Quân, hắn không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô ta. Khóe miệng Từ Chân thoáng cong lên, hiện giờ tư tưởng biến thành thuần khiết rồi. Diệp Quân cười bảo, không biết vì sao, khi ôm Chân tỷ, ta luôn có cảm giác an toàn. Từ Chân chớp mắt, cảm giác an toàn. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Từ Chân cười hỏi, không suy nghĩ lung tung. Diệp Quân do dự giây lát mới nói, thỉnh thoảng cũng nghĩ lan man một chút. Nghe Diệp Quân nói thế, nụ cười trên môi Từ Chân bỗng trở nên rạng rỡ bất ngờ, coi như cậu còn thành thật.
Diệp Quân hỏi, tỷ có để ý điều đó không? Từ Chân chỉ cười cười không đáp. Diệp Quân trầm mặc. Cô gái trước mắt đây không quá giống những cô gái khác, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ và ý đồ của người này, ở cạnh cô ta cứ có cảm giác sẽ bị bắt chẹt không chạy được. Từ Chân đột nhiên nhắc, dậy ăn thôi, còn phải làm việc. Nói xong, cô ta định ngồi dậy, nhưng Diệp Quân bỗng nói, Chân tỷ, bây giờ trong tỷ chỉ có một mặt nhân tính, đúng không? Từ Chân nhìn Diệp Quân, cười nói, cậu sợ ta hai mặt. Diệp Quân gật đầu. Từ Chân bảo, không cần nghĩ linh tinh, ta chính là ta mà cậu nhìn thấy lúc này chính là ta chân thật nhất. Diệp Quân khẽ gật đầu, ra là thế. Từ Chân nói, ta đi nấu mì. Cô ta đứng dậy, đi vào phòng bếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.